Lần đầu tiên Ưu Phúc xin gửi tới quý vị đã có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Lời chào ông Nhất và chúc chào ông Nhất ạ. Yeah, come on. Fan của Ưu Hoàng Phúc đó bạn. Trời ơi anh Phúc ơi, anh dễ thương quá, em mê cái động tác này của anh quá. Trời đất ơi, rất là đáng yêu đã. Quay trở lại tuần mới rồi, thần thái hơn. Mình có một cái hình ảnh bên ngoài cũng rất là mới nữa. Thế không biết là diễn xong thấy sao anh Phúc? Thứ nhất là thấy rất là thoải mái. Yeah. Vì lần đầu tiên mình được đứng lên cái sân khấu lớn thế này và diễn về cái người thần tượng mà gần 20 năm trời. Wow. Cái cảm giác nó ăn vào máu của mình. Và mình cảm thấy mình được thể hiện điều đó. Mình không biết kết quả như thế nào, nhưng mà rất là hạnh phúc ạ. Dạ. Dạ, trước khi lắng nghe ý kiến của ban giám khảo, cho em khai thác nhẹ anh này một cái. Tại em nghe đâu là anh này dưới quê, ảnh mê anh Phúc tới mức độ mà anh vào thành phố Hồ Chí Minh lúc đó chưa có gì hết, rồi sau đó đi tìm được nhà của anh Phúc luôn. Cho tôi hỏi là cuối cùng tìm được không? Rồi cái câu chuyện, cái kỷ niệm đó ra làm sao? Wow. Lúc ở quê, khi em học hết lớp 12, bắt đầu em chuẩn bị thi đại học, thì gia đình định hướng là cho em ở ngoài Hà Nội. Nhưng mà cái đam mê của em quá, em trốn gia đình, em thi vào một trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà do là cái hoàn cảnh cho nên mình không đủ điều kiện để mình học. Và cái tâm niệm của em thực chất là vô đây để gặp anh Phúc, để được gặp thần tượng của mình. Sau khi em học lên đại học thì năm nhất, năm 2009, hôm đó là vào tháng 8, em nhớ trong người chỉ có mười mấy ngàn thôi. Em đi xe buýt 24 về Bến Thành, bắt xe 34 về bên quận 7. Thì sau đó em đi khắp các tuyến đường và em tới đường số 7 bên quận 7. Em nhớ là công ty Anh Phúc làm việc ở đó, nhưng mà khi tới hôm đó là chủ nhật và công ty đã đóng cửa không hoạt động nữa. Thì lúc đó hụt hẫng lắm, em mới điện cho một người và người đó, cái số điện thoại đó là chính là của anh Trịnh Thăng Bình. Anh nói là anh rất là tiếc vì hiện tại bây giờ Anh Phúc không hoạt động nữa, cho nên là không có gặp được. Lúc đó em nhớ anh Bình chính là trợ lý sáng tác nhạc cho anh Phúc. Dạ, em nhớ là như vậy. Rồi tóm gọn lại là có gặp được anh Phúc không? Không gặp được anh Phúc. À, cảm ơn câu chuyện rất dài của anh. Rất là rốt cuộc không gặp được anh Phúc ạ. Vâng. Trời, thương vậy. Rất thương. Dạ. Vẫn không gặp được Phúc tới bây giờ luôn tới hả? Bây giờ có gặp được anh Phúc chưa? Chưa gặp. Vẫn chưa. Ông ráng vô chung kết đi, tôi mời Ương Hoàng Phúc hát chung với ông. Hợp lý luôn, đúng hết chưa? Hợp lý. Hợp lý. Không biết là cái câu nói này có phải là lời khen dành cho tiết mục vừa rồi hay không ạ? Xin mời giám khảo Trấn Thành ạ. Không biết là các vị giám khảo sao chứ nói thật là rất là chân thành là tôi không thích những thí sinh như anh. Sao vậy anh? Anh hát giống quá rồi tôi biết comment cái gì bây giờ. Trời ơi, vỗ tay lớn hơn được không? Nó giống từng cái cử chỉ, cái hành động, cái hơi thở. Nói chung là anh mê cái điều anh làm còn hơn gì nữa. Tôi nói thật, một trong những cái điều mà khiến tôi rất là yêu thích các thí sinh của ca sĩ thần tượng đó là khi các bạn làm á, tôi nói thiệt á, người ta đi thi mà mấy chương trình về ca nhạc đó là người ta chỉ yêu nhạc thôi. Còn tôi nói mấy người này là giống như kiểu là thôi cho ăn cơm cũng được, hát thôi được rồi, kiểu vậy. Yêu một cái gì mà nó say mê, mà thấy cái cách hát mà mình thương người ta luôn ấy. Trời ơi, nói chung tôi cũng không biết là trong thời gian qua anh sinh sống, anh ở đâu mà mùa 4 anh mới chịu xuất đầu lộ diện. Mấy buổi trước thì em biết sau, có nghĩa là khi mà chương trình hoạt động rồi thì em mới biết ạ. Nhưng ngày hôm nay được đứng ở đây đó là cái điều tuyệt vời với em. Mình vẫn còn chưa hết cơ hội. Tôi cho anh một lời khuyên nhé. Tự tin hơn, nắm chắc nhịp hơn, giữ yên như vậy và anh sẽ vào chung kết. Cảm ơn anh. Cảm ơn quý vị khán giả. Cảm ơn anh Thành. Hồi nãy em thấy là anh cũng đứng lên gõ nhịp rất nhiều để hỗ trợ tinh thần cho thí sinh đầu tiên của đêm thi tối ngày hôm nay luôn. Anh sẽ là một đối thủ mà những thí sinh khác phải dè dặt đấy. Cảm ơn anh Thành. Và tiếp theo chúng ta mời giám khảo Hoàng Nhật Nam đi ạ. Đối với Nhật Quân trong lần trở lại này, anh đã dự đoán không hề sai. Sân khấu chỉ có một mình em mà thôi. Và em đã gọi là chiếm trọn không gian này bằng cái năng lực của mình, cái sự đam mê với thần tượng để mà có thể thể hiện hóa thân rất là tròn đầy luôn. Và dưới này thì không phải là chỉ thưởng thức không mà mọi người cười với nhau. Lần đầu tiên Ưu Phúc xin gửi tới quý vị đã có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Lời chào ông Nhất và chúc chào ông Nhất ạ. Yeah, come on. Để mà có thể gọi là hòa theo những cái động tác của em diễn tả rất là đáng yêu và rất là chân thành, thì anh cũng có cơ hội làm việc cũng như là gặp gỡ với những người con Thanh Hóa và đặc biệt là những người đẹp như là Á hậu Hoàng Thùy hay là gần đây là Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà.
Thiệt sự là những người Thanh Hóa thì luôn luôn rất là nồng nàn, nồng nhiệt. Và đúng là thông qua cái câu chuyện của em kể là dù trong túi mình không có đủ tiền nhưng mà mình vẫn bắt xe buýt để mà đến, để tìm gặp thần tượng của mình. Không có một cái lịch hẹn trước hay là một cái lời hứa hẹn nào, hoặc là cái sự gặp gỡ trong vô vọng á, nhưng mà em vẫn đi tìm. Thì anh nghĩ rằng là cái điều đó chứng minh cốt cách của con người Thanh Hóa ở trong em rất là mạnh mẽ. Và anh nghĩ là em hãy giữ cái tinh thần đó để mình sẽ tiến sâu hơn trong cuộc thi. Dĩ nhiên là giám khảo Trấn Thành đang cho em một cái niềm tin là sẽ vào chung kết, nhưng mà biết đâu trên đường đi nó sẽ có những cái phút giây lơi lỏng. Đừng bao giờ cho mình một cái cảm giác an toàn cả. Thì em hãy cẩn thận với điều này nha. Xin được cảm ơn giám khảo Hoài Nhật Nam. Và chị Minh Tuyết thì sao, một tuần trôi qua thì chị thấy U Hoàng Phúc tuần này có tiến bộ nhiều hay không ạ? Sau khi mà chị nghe em kể câu chuyện của em á, chị không biết Phúc là như thế nào, nhưng với chị là một người ca sĩ, khi mà mình nghe một người khán giả vì mình mà thần tượng mình tới mức như vậy, chị biết em rất là thần tượng là bởi vì sao? Em nói một cái giọng khác hoàn toàn với cái giọng hát, có nghĩa là em phải đam mê cái người đó khủng khiếp lắm kìa. Và sau khi em kể câu chuyện như vậy thì nếu chị mà là Phúc, chị sẽ đến gặp em ở trong cái show như thế này, là bởi vì khi mình được một người thần tượng mình đến mức như vậy mà mình không đáp lại cho cái người thần tượng mình một cái ôm hoặc là một cái gì đó để cho cái người mà thần tượng mình người ta cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện, và bản thân mình cũng cảm thấy hạnh phúc, thì chị nghĩ là Phúc sẽ làm điều đó nếu như Phúc có cơ hội và xem được cái clip ngày hôm nay của em. Chị hy vọng điều đó. Và ngoài cái đó ra thì ngày hôm nay đúng là Thành nói là em là một trong những ứng cử khá đắt đỏ trong cái show này. Chị không khen tiếp nữa, chị nhắn nhủ cho em thêm một chút xíu nữa. Khi mình vào vòng trong, chị hay để ý ngoại hình, và Phúc cũng là một trong những nam ca sĩ đẹp trai, điển trai, thì mình đã bắt chước được giọng hát nè, mình có được cái phong cách, và bây giờ mình nên bắt chước thêm cái ngoại hình. Thì ví dụ mình hơi hẹm chiều cao ha, thì mình lựa những bộ đồ nhìn nó cao chút. Có gì không được thì mượn thêm giày của anh Thành. Mượn thêm giày của anh Thành. Hợp lý, vâng ạ. Giày của tôi làm sao bằng giày Minh Xù được. Làm sao bằng cà kheo của chị Tuyết được. Không. Chị là con gái nó khác. Con gái nó khác. Em dạ. Hiểu không? Ngay đoạn này thì là biên tập sẽ dựng và tua lại những mùa năm trước với những cái đôi giày rất là trứ danh của anh Trấn Thành. Đó. Cái giày này mình mua về có gì mình mặc ngoài mang cao đó mấy chị. Lúc xây nhà giọng nền được. Đó, đúng rồi. Đi cẩn thận anh Thành ơi. Từ tốn thôi. Cái gì vậy Thành? Ưng Hoàng Phúc sẽ không mang những đôi giày đó. Vâng, xin được cảm ơn ý kiến nhận xét của ba giám khảo. Rất là nhiều lời có cánh dành cho bạn đó. Và Minh Dù hy vọng rằng là bạn cũng sẽ phát triển nhiều hơn nhé. Ngày hôm nay, chúc mừng Nhật Quân. Sao lựa cái bài buồn thê thảm dữ vậy? Mới chia tay người yêu cũ. Mới chia tay người yêu cũ nha. Ghê, phải đi diễn hề chứ chứ đâu có ca. Mới qua có một dòng lựa dữ vậy. Nhưng mà em thấy cũng có cái nhấn gót dài của anh Thành. Bắt đầu biết đá trống rồi. Đó. Tôi không hiểu một câu chuyện. Bà người yêu chạy ra vui ôm mừng. Cái bà một bà ngồi đây. Rồi cái ông này vẫn hát kệ bà người yêu. Xong cái tự nhiên bà người yêu biết làm gì, hột không hiểu tâm lý gì, cầm tờ giấy ra không biết cái đơn ly dị hay là cái bức thư tình cũng chẳng biết là cái gì, đưa tờ giấy kêu bà cái bà chạy bà bỏ luôn cái vỏ bà ngay đây. Thành, ủa câu chuyện này là nội dung vậy? Do cái đoạn đầu intro á là Thành không để ý là anh chàng này ngồi
ngồi ở trên cái bàn đó và viết nhật ký hay là xem cái gì đó trên cái cuốn đó. Dạ. Thì sau đó thì cái cô này thấy những cái lời tâm tư gì đó có thể là viết cho một người khác. Thì cái này á, là lấy từ cái tứ của trong cái MV á. Em confirm lại với ban giám khảo đi, cái nội dung phải vậy không? Dạ, cái nội dung đó là em viết nhật ký và có cái tấm hình người yêu cũ ở trong. Dạ, viết nhật ký có hình người yêu cũ, sau đó người yêu mới tới, xong rồi vô tình là chưa có cất đi, mê hát quá tràn ra hát. Xong cái để quên cuốn nhật ký đó rồi cô người yêu mới thấy xong ra cãi nhau, bỏ cái túi đi luôn, chia tay. Và bây giờ thế này, em hát thử một câu nào đó bất kỳ bằng cái giọng thiệt của em thử coi. Đôi khi lòng muốn yêu em thật nhiều. Ok, có nghĩa là giọng em là cái giọng cũng có đồ trong. Mà em hát nguyên một cái bài bằng giọng khàn như vậy, tôi nói thiệt, tôi nể em ghê. Khó lắm á, bây giờ mà có những nốt cao nữa, mà cứ phải tì cái giọng mình cho nó rè. Khó lắm chứ mà không. Này chắc mê Đàm Vĩnh Hưng phải không? Cười liền. Thật hát ra, một câu là tôi biết liền. Hát cái kiểu anh Đàm á dễ hơn cái kiểu Khánh Phương. Anh Đàm á, anh hát á là anh còn lấy cái hơi bụng ở dưới. Hát là son sợ cho tôi hả? Là nó còn một cái khúc hơi bụng dưới. Còn Phương hát á là cái độ tì vô cần cổ á nhiều hơn rất là nhiều. Cho nên nó hả là khó lắm á. Thật sự đã nói, nếu ai mà cổ họng không tốt là dễ xước, dễ rách lắm. Hát xong có đau họng không? Dạ cũng bình thường. Bình thường. Bạn không. Còn có khả năng nhái nhiều giọng lắm anh. Còn trẻ nó vậy đó, nói nhiều như tôi đi biết liền. Bạn giám khảo muốn nghe thêm một cái giọng mà bạn ấy hóa thân khác không à? Đâu thử đi. Thử đi. Hồng trần trên đôi cánh tay, hoa đời em trong phút giây. Từ ngày thơ ấy còn ngủ mơ đến khi em thơ. Có vẻ như là giọng của Jack nghe dễ chịu hơn đúng không anh? Nếu mà nói về Phương á, bạn không có cái thần thái của Phương khi biểu diễn gì cả. Tôi đã nói rồi, Phương diễn là Phương đi qua đi lại. Đi qua đi lại. Là nó luôn có những cái mặt chưa thể gọi là giống nhiều được, chỉ là hao hao thôi. Cái chất giọng bạn á, thì bạn giả có cái chất giống. Phải có chứ. Nhưng mà vì bạn cố gắng quá, nó đâm ra thành nó hơi bị nhựa, nó không có gọn ấy. Phương hát ngắt chữ khủng khiếp, ngắt và nảy. Để Phương hát ở bên kia bầu trời. Dạ. Là bật cái chữ đó ra, chứ không thể là ở bên kia bầu đúng trời. Đúng rồi. Đây là tùy giọng nó khác nha. Còn Phương là ở bên kia bầu trời. Đó, gọn nó khác hơn ấy. Yeah. Chỉ có khen là lần này vừa bên ngoài được hơn, tự tin hơn, tự tin hơn rồi đó. Viết nhật ký đâu, viết nhật ký này nọ, quăng này nọ thì có sự tiến bộ, có khen cái đó chứ không phải là không. Với lại nghe đồn hình như có xem bức hình gì đó đó, Xu, hình người yêu cũ đó. Bức hình người yêu cũ đúng không anh? Đó, nói thì khoe với mọi người luôn đi em, tại vì hồi nãy cũng phải giải thích cho mọi người là người yêu cũ của Khánh Phương ở trong đây là ai. Thôi mình bắn lên màn hình đi em ơi. Dạ vâng, xin mời phòng máy bắn lên giùm em cái ạ. Trời. Bà Tuyết đoạn này bà bị bệnh hay gì mà sao bà ốm vậy? Trời ơi, người cũ đây đó hả? Trời ơi, cái tấm hình này chắc mười mấy hai chục năm rồi đó. Cái đoạn này là cái đoạn Minh Tuyết nè. Vì em với mai là người đến sao. Cái đoạn đó đó, đúng không? Cái này là cái đoạn đó đó. Đúng rồi. Cho nên con bé lúc nãy là người yêu mới, nó thấy xem bức hình người yêu cũ này cho nên bỏ đi là vậy đó Thành. Hèn gì đưa ra cỡ này, nhỏ không bỏ đi sao được. Trời ơi, đâu dữ nhá nha. Mà ghế cũ dày mà bỏ được không người ghế yêu cũ? Ghế cũ dày mà bỏ? Không, đi Mỹ. Hèn gì. Riêng anh Hoàng Nhật Nam thì sao với tiết mục này của Khánh Phương nè? Anh nhận thấy Tuấn Anh trong cái tiết mục này em dàn dĩ hơn, thấy em nhập hồn vào trong cái bài hát. Tuy nhiên là anh có một cái chi tiết này lưu ý em, do là tiết mục này nếu như không có dàn dựng gì thì nó sẽ hơi đơn điệu, cho nên là biên đạo cũng như là các bạn dàn dựng mới tạo cho em thêm một cái tứ để mà mình làm cho nó giống, gọi là lấy cảm hứng từ MV của ca sĩ Khánh Phương. Tuy nhiên á là có một cái chi tiết lúc nãy là cái cô người yêu ra và đưa, thì hai người anh chàng này vẫn đang hát và hai người vẫn đang trong một cái tâm thế là đang đối diện với nhau trong cái tình huống đó. Thì có một cái điều đó là em vẫn tiếp tục, em dậm chân, vẫn nhún theo điệu nhạc. Đó thì không nên như vậy. Có nghĩa là bình thường mình
mình đang một mình á thì mình sẽ feel theo điệu nhạc. Ý của Nam nói ấy, là khi mà em biểu diễn đó, không ở trên sân khấu với băng nhạc, với dàn nhạc thì em biểu diễn với khán giả thôi, còn khi em đã nhập tâm vào một câu chuyện nào đó và có một nhân vật khác, có một nhân vật khác thì em phải đi theo cái nhân vật mà em đang diễn và đi theo cái câu chuyện đó, chứ không là người ta sẽ không hiểu đó, em đang diễn cái gì và đang hát và đang nói về cái gì. Với lại lúc mà mình giao lưu với một cái nhân vật khác thì mình phải là một cái người tình của cổ, chứ không phải là mình là một ca sĩ đang đứng hát và đang nhịp rất là đúng nhịp mà cứ bước qua bước lại, trong khi vẫn tâm thế là giằng co nhau một cái bức thư đó. Thì cái điều này anh muốn nhắc em để lưu ý hơn, mong là em sẽ cố gắng hơn. Dạ vâng, xin được cảm ơn ban giám khảo rất nhiều và nhận xét cho tiết mục của Khánh Phương này. Xin được cảm ơn, chúc mừng bạn, chờ kết quả nhé. Quý vị thân mến, vậy là chúng ta đã trải qua 3 vòng thi đấu của 4 thí sinh tuần này. Và giây phút quan trọng đã đến, kết quả được công bố từ ban giám khảo sau khi chúng ta chào đón sự quay trở lại của 4 thí sinh. Xin mời các bạn Quốc Anh, Tuấn Anh, Nhật Quân và Phương Nga. Giờ đây thì tất cả các bạn cũng đã trình diễn xong, cũng như là giới thiệu xong cái cá tính của mình và nghệ sĩ thần tượng của mình là ai đến với ban giám khảo rồi. Và ban giám khảo của chúng tôi ngày hôm nay cũng rất là đau đầu để quyết định ai sẽ là người đi tiếp và ai là người phải dừng lại cuộc chơi. Xin mời đại diện từ ban giám khảo, xin mời giám khảo Trấn Thành ạ. Thành sẽ đại diện cho anh Nam và cả Minh Tuyết để nói lên cái quyết định của ban giám khảo dành cho phần thi của các bạn. Cảm ơn các bạn đã đến với ca sĩ thần tượng bằng hình tượng của những ca sĩ mà rất là mới. Dĩ nhiên là dòng đầu, chúng tôi cũng không khắt khe lắm với các bạn làm gì, tại vì chúng ta còn thời gian để có thể phát triển bản thân. Vì vậy cho nên chúng tôi sẽ dành cho các bạn thời gian cũng như là cơ hội để có thể thay đổi bản thân mình nhiều hơn. Chúng tôi sẽ lựa chọn thay vì là 2 thì là đến 3 người vào vòng trong để cho các bạn có nhiều cơ hội hơn. Dĩ nhiên không loại thì nó không hợp lý. Cho nên ngày hôm nay thì chúng tôi chỉ loại một thí sinh, mà theo cả 3 người là cái phần trình diễn không có chỉnh chu nhất trong số 4 người thôi. Chứ thực ra bạn nào cũng có cái yếu tố để phát triển giống như nhau cả. Chỉ có nổi trội hơn hết là anh Nhật Quân khi hát giọng của Ương Hoàng Phúc thôi. Còn 3 người còn lại đều có những cái bước phát triển và những cái bước mà mình có thể khai phá cái phần trình diễn mình tốt hơn như nhau. Nhưng cho phép thành loại một người mà phần trình diễn có nhiều lỗi nhiều nhất. So với cả 3 thì chắc là phải chia buồn với Phương Nga. Cảm ơn Nga đã đến với cuộc thi và thi mà thì mình phải trọn vẹn một chút. Cho nên Nga có cả một đoạn bị quên lời thì cái phần trình diễn nó có nhiều lỗ hổng quá. Cho nên xin phép là Nga sẽ dừng cuộc chơi ở đây. Con đường xưa cũng êm đềm, đây là thí sinh của chúng ta Quốc Tuấn. Tôi đang khóc cái bà Như Quỳnh, tôi nghe ông Bằng Kiều vô tán cái tôi tỉnh liền. Tôi nói thiệt, tôi đang khóc, tôi đang đứt nở, tôi nghẹn ngào, tôi nhớ thần tượng của tôi. Ông Bằng Kiều ông nhảy sổ vô giống như kiểu nghe không, nghe không, nghe không. Dù là cơn mơ băng giá, dù đời chờ là nỗi xót xa. Bà khác mà cái thái độ bạn dễ sợ thiệt á, kiểu mà không nghe không nghe tát vô mặt bây giờ kiểu vậy. Trời ơi, em sao hát mà dữ vậy cưng hả, hỏi thiệt. Em run quá hả? Run quá rồi, dễ thương muốn chết luôn. Hiền mà đâu có phải như nãy anh nói đâu, hiền veo. Ủa, thấy hát dễ thương mà đâu có dữ đâu. Không thì cái mình cách ghẹo á, cái cách mình như... ghẹo vậy thôi. Ghẹo. Thiệt ra thế này nè em ạ, cái vấn đề của em thì nó vô số. Từ đâu
Chắc anh nhường cho người tình lý tưởng nói trước. Còn dư nhiêu anh bao hụi chót nha. Xin mời giám khảo Minh Tuyết ạ. Thực sự là anh Kiều á, ảnh hát giọng rất là nhẹ nhàng, ảnh lên cao rất là êm ái nhẹ nhàng. Nhưng mà còn em á thì em hát á, em phải điều khiển cái giọng của mình lại, cái cách nhả chữ của mình ra nhẹ nhàng một tí. Ví dụ như anh Kiều hát là cơn mưa băng giá chẳng hạn, nhưng mà em là băng giá xót xa, em bị vậy á. Tức là em phải điều khiển lại cái làn hơi của mình và cái cách nhả chữ của mình làm sao cho nó ngọt ngào một tí thì nó mới giống anh Kiều. Rồi anh Kiều cái đuôi á, là anh Kiều anh không có ngưng liền, anh Kiều là anh phải kéo thẳng cái làn hơi ra xong anh mới ngưng nhẹ một cái, chứ còn em là em vừa đêm làm ngưng liền là không đúng. Dạ. Bây giờ nè, rồi cái đó là anh sẽ làm lố thêm một tí rồi em chuẩn bị em nghe. Cái đó là cách hát ha, còn quan trọng nhất là cách phát âm. Anh Bằng Kiều là người Hà Nội, đúng rồi, phát âm rất bắt mà bắt hơi bị nặng luôn ấy đó. Cái này chị quên bạn nói, bạn phải để ý nha. Ví dụ như chữ mình thì bạn phải mình, nó phải như vậy cơ. Ví dụ như tình yêu sâu kín cho em đã bao ngày thầm lặng, đúng rồi, đúng chưa? Chính xác, nó phải bắt cỡ đó thì nó mới ra anh Kiều. Nàng yêu anh miền kinh, nàng thương anh thiệt
hết tình. Những chàng trai kia đã đi rồi là nát buồn, nát cánh hoa rừng. Qua bao tháng mong tin xa mà người tình không trở lại, buồn liếm kín cả tâm hồn, lan lan khóc nhiều hơn. Nắng lặng tháng từng đêm trắng, qua bao gánh đá treo leo, ôi lan 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 chết trên sườn đèo. Ôi lan 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 chết trên sườn đèo. Hỗ tay cho Thanh Hiền. Xin được cảm ơn vũ đoàn Phương Việt. Bây giờ xin mời anh Hoàng Nhật Nam. Một nàng rất là nền nã, rất là nhẹ nhàng, hòa trong một cái bài dàn dựng rất là đẹp. Mà hôm nay là Thanh Hiền phải phân tâm giữa hai cái việc nữa. Một là làm sao để cho mình giữ ổn định cái cột hơi, để mà vừa phải giống từng câu từng chữ với thần tượng của mình là ca sĩ Như Quỳnh, rồi lại phải di chuyển rất rất nhiều luôn và diễn xuất lên trên tầng kia, rồi lại leo trên cái tảng đá lên xuống. Nó sẽ ảnh hưởng đến em phải biết phân bổ và hết sức tập trung thì mới có thể hoàn thành được cái bài thi. Thì anh rất rất là thích cái màn dàn dựng này, sự thể hiện của em, cái sự hòa nhập vào trong cái nhân vật La Lan này rất là xinh. Một trang phục của cái cô gái miền núi rất là dễ thương trong những cái câu hát. Anh vẫn thấy là giống hình ảnh của chị Như Quỳnh. Nhưng mà giống bao nhiêu phần trăm thì các vị giám khảo còn lại sẽ phân tích về giọng hát. Nhưng mà đối với anh thì anh rất là thích. Cảm ơn Nam rất là nhiều. Còn chị Minh Tuyết này hay sao ạ? Thực sự rất là thông cảm cho Hiền. Bởi vì nói thật, chị Như mà vừa nhảy vừa hát chị cũng chưa chắc chị Như hát được. Cái cột hơi không thực được vững thì Tuyết rất là thông cảm cái điều đó. Qua dòng trước và dòng này, Tuyết nghiệm ra một điều nè. Khi mà Hiền hát những cái bài mà có tiết tấu nhanh á, thì Hiền bị mất cái ngân của chị Như. Và cái đó là cái đặc trưng của chị Như. Mà trong cái bài này, hoàn toàn những cái câu đầu á, là hoàn toàn mất hết những cái đuôi ngân. Tôi xin kể ra nơi đây. Với chị Như á, chị sẽ ngân cái đuôi. Còn bạn là tôi xin kể ra nơi đây. Chuyên một đôi nữ đẹp như đóa hoa lan rừng. Nó bị ngắt như vậy. Nhưng chị Như chị luôn luôn cái đuôi chị có cái độ ngân cả. Dù nó ngân rất là lẹ. Thì bạn bị mất cái đó, với lại mấy câu đầu bạn hát sau mà đưa lên giọng mũi nhiều quá. Chị Như chị không có cái đó. Chị Như cái độ vang của chị rất là sáng. Nhưng mà về cái phần sau khi mà bạn xuống dưới đây rồi á, thì nghe cái âm sắc chị Như ở trong đó nhiều hơn một tí. Chắc có lẽ lúc đó bình tĩnh hơn. Nhưng mà nếu mà so với tuần trước thì bài này vẫn thấy chị Như nhiều hơn. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Xin được cảm ơn giám khảo Minh Tuyết. Và xin mời chị Cẩm Ly ạ. Hôm nay đúng là cũng hơn tuần trước rất là nhiều, có Như. Mà chị thích nhất là rất là xinh đẹp, rất là xinh đẹp luôn. Nhưng mà có điều là em phải để ý là tuần trước và tuần này em đều bị căng thẳng trên gương mặt. Người ta nhìn thấy rất là rõ. Mà cái bài hát này lúc đầu là cái cô La Lan này cũng rất là đẹp, cổ dễ thương. Và cái sự lúng liếng của Như Quỳnh á, thì nó có nha, chỉ là e ấp dịu dàng. Em bị căng thẳng về cái gì đó, em mất tập trung, cho nên là mặt em là thấy rõ ràng khi em hát. Cái mặt em nó căng lắm, nó không có cười như bây giờ. Bây giờ cười rất là tươi, đã đẹp, hình ảnh rất là đẹp. Chị ngồi với là chị tấm tắt cái mái tóc rất là đẹp, hình ảnh rất là đẹp. Cảm ơn chị Tư rất là nhiều ạ. Thật sự phải nói lúc mà chị Tư khen xinh thì cũng mới cười một cái thì rất là tỏa sáng luôn. Nãy hơi đẹp, tiếc. Rất nãy là đẹp. Tiếc là diễn là cái mặt hơi căng thẳng, không cười miếng nào hết trơn. Anh Nam khen xinh thì không có cười. Cô Tư khen rồi mới cười. Cười lại với anh Nam cái là cười nè. Chị hết anh chưa? Em cười cũng cười sai nữa. Thí dụ anh Nam mới nói như vậy rồi có nghĩa là em phải sợ như thế nào em mới không cười. Thì bây giờ em cười lại với anh Nam em mới cười. Của ban giám khảo ạ. Giọng hát của Vượng khi cất lên lúc mà câu đầu tiên nó có độ vang rất nhiều. Nhưng vang nhưng không sáng. Vang rất là lớn luôn á. Hơi bất ngờ so với vòng đầu Vượng hát. Nó có độ vang, nghe cái hơi ra rất là mạnh nhưng mà nó không được sáng lắm. Mình chú ý cẩn thận cái đuôi của mình bị đãi cho nó mềm quá đó. Thì nó sẽ dễ bị lạng mà Vượng thì hay bị thiếu cái hơi đuôi á. Phải con cái đuôi nữa, mình để dành cái hơi của mình để mình ngân cái đuôi. Nhưng mà đừng có đãi chữ, chính vì mình đãi cái từ cuối á. Cho nên mình không đóng âm như trang, cái nó không có N, N, R.
trang thì cuối cùng nó cũng phải ngoắc lên vậy đó. Cái đó mình cẩn thận, mình cẩn thận thì mình hát nó cũng có âm nhưng mà nó chưa có sắc nét cho lắm, nên cẩn thận nhiều hơn, chỉ có một chút xíu vấn đề đó thôi, chứ được cái là mình có cái âm vang lắm đó. Vâng, xin cảm ơn. Cảm ơn giám khảo Cẩm Ly ạ. Thế còn giám khảo Minh Tuyết ạ, chị nghĩ sao ạ? Cái giọng anh Tuấn Vũ bây giờ á, ảnh hát á nó gọn hơn em rất là nhiều. Đúng rồi. À, em bị đãi nhiều lắm. No, cái này giọng ngày xưa. Thứ nhất là cái phrasing của em, cái cách em ngắt chữ ngắt câu á bị đều lắm, giống như em đang trả bài vậy đó. Rồi cái giọng của em nó đãi từ đầu bài tới cuối bài, cái cách của ảnh hát nó cái chữ nào là nó gọn cái chữ đó. Còn em bị đãi trải. Ví dụ anh Vũ hát là ngày xưa ai lá ngọc cài. Nghe hạt mưa rơi rớt quanh đời, anh ngồi nhớ em mùa đông.
những đêm trăng thâu thức mong chờ, anh ngồi nhớ em xứ đây. Bao nhiêu ngày vui giờ đã xa rồi, cuốn xa như gió ngoài khơi. Anh đi tìm em chỉ thấy kỷ niệm trốn trong bóng đêm dịu em. Em ơi vì sao anh đã xa nhau, trăm năm nỗi nhớ vẫn hoài. Xa nhau thật sao ta mãi xa nhau, anh biết đêm bao giờ nguôi. Thời gian trôi qua thật mau, giờ ta biết đi về đâu. Nụ hôn yêu thương để lại con tim đau nhói, lề lối bước đi giữa trời đen, dòng lệ vẫn mãi tuôn trào. Em ơi vì sao ta đã xa nhau, trăm năm nỗi nhớ vẫn hoài. Xa nhau từ sao ta mãi xa nhau, anh biết đến bao giờ nguôi. Dù cho xa nhau mãi mãi, tình anh vẫn trao về em, từ trong tim anh vẫn mong chờ. Rồi mai đây em sẽ quay trở về. Em ở đâu khi bóng đêm về, quanh đời tiếng mưa thật êm. Còn anh ngồi đây nỗi nhớ đong đầy, trốn trong bóng đêm dịu êm. Còn anh ngồi đây nỗi nhớ đong đầy, trốn trong bóng đêm dịu êm. Còn anh ngồi đây nỗi nhớ đông đầy, trốn trong bóng đêm dịu. Hay quá, hay quá. Tuấn Phong và Lê Vân. Lê Vân, các bạn có biết không, ở dưới thì ban giám khảo chúng tôi coi như là náo loạn luôn. Giám khảo Trấn Thành phải đứng lên tán thưởng cho các bạn, và một cái lắc đầu như thế này là đã quá hay sao anh? Dạ xin mời không anh. Không còn gì để nói. Tôi lắc đầu theo kiểu muốn làm gì vậy trời. Trời ơi. Kiểu xuất sắc tới mức độ không còn cái gì để nói. Đây mới là cái điều mà những bạn được vào vòng trong phải cân nhắc và học hỏi, để lần sau khi các bạn có hóa thân, có song ca, có trình diễn những cái ca khúc mà chưa bao giờ thần tượng của các bạn hát mà hóa thân. Tuấn Phong hôm nay làm xuất sắc cái phần mà Đàm Vĩnh Hưng hát cái bài mà Nỗi Nhớ Dịu Êm. Có bao giờ ông Đàm ông hát bài này? Không bao giờ, tôi có nghe bao giờ đâu. Mà ca vô, tôi nói trời, tôi tính là Đàm Vĩnh Hưng hát bài này là hát vậy đó. Phong là một cái người mà yêu anh Đàm tới mức độ mà bạn tưởng tượng ấy là anh Đàm luôn. Và đó mới là thật sự, mới là cái gọi là đỉnh cao của việc hóa thân. Là hóa thân đây là mình không nhại là cái giọng, mình không nhại là cách xử lý, mà mình phải tưởng tượng luôn mình là cái người đó. Khi mình hát cái bài đó mình làm như thế nào, đó mới là đỉnh cao của việc hóa thân. Hôm nay khen Tuấn Phong rất nhiều. Dạ em cảm ơn anh thật thật. Thế nhưng đáng lẽ bạn sẽ làm được tốt hơn rất nhiều nữa. Bạn có thừa nhận với tôi hôm nay không phải là phần trình diễn tốt nhất của bạn không? Dạ đúng ạ. Đúng chưa? Bạn hát không tốt nhất so với bạn có thể làm được. Tôi hy vọng bạn làm tốt hơn ở những vòng sau, bởi vì tôi nghĩ khả năng của bạn còn làm được nhiều hơn. Hôm nay bạn không chủ động nhất, nhưng mà bạn thật sự thuyết phục tôi khi bạn điêu vào cái bài mà anh Đàm chưa bao giờ hát. Cái đoạn đó thuyết phục tôi dễ sợ. Nhưng mà ngay cái đoạn đầu là bạn hơi bị chập choạng về cái hơi thở, cái cột hơi của bạn nó không có chắc chắn tí nào trơn. Bạn bị thụt lùi so với bạn thôi ha. Nhưng mà vẫn là một phần trình diễn tốt và ấn tượng. Nói về bạn Lê Vân, hôm nay bạn giống anh Lam Trường nhiều hơn rất nhiều.
chuẩn xác hơn nhiều. Thái độ cũng giống, âm sắc cũng giống. Dĩ nhiên nó còn hơi bẹt hơn. Bạn ráng nâng niu lên cái âm thanh mình phát ra đó. Nó phải ấm hơn tí nữa. Hiện nay nó giống như nó bị bẹt ngang ra. Lý Lệ thấy nó âu quá rồi đó mà kêu bẹt luôn. Tôi thấy nó bị bẹt, cái âm thanh nó bị ngang ấy, nó cái âm thanh nó không có bè được không? Bè. Bị bè ra bè. Đó. Có nghĩa là bạn bị một là gom cái chữ là nhiều quá, thành thử ra cái phát âm không đẹp luôn. Bạn hiểu tôi nói không? Bạn bấu cái chữ quá thì cái phát âm nó không có còn đẹp luôn. Bạn phải nhả bớt cái khẩu hình mềm lại một tí và đừng có bị cái âm thanh, đừng có để nó ngang quá, đừng có phát ra cái âm ngang nhiều quá, cho nên hơi ấm ấm lại một tí. Chứ hôm nay hai bạn trình diễn rất hay. Chúc mừng hai bạn. Cảm ơn giám khảo Trấn Thành. Dạ tiếp theo xin mời giám khảo Hoàng Nhật Nam đi ạ. Nói về phần song ca thì một cái tiết mục song ca rất là ăn khớp với nhau và tạo được nhiều cái cảm xúc. Về phần của Tuấn Phong thì cái thần thái của em lúc mà đang hát, đang trình diễn những cái cử chỉ động tác nó đã giống anh Đàm rồi. Nhưng mà đặc biệt là em vẫn không thôi diễn lúc mà đang chờ bạn mình hát. Em vẫn diễn, vẫn rất là ra luôn. Tức là không khi nào thiếu vắng cái hình bóng của thần tượng ở trên sân khấu đó cả. Chỉ có một duy nhất một điều trong tiết mục vừa rồi đó là phần đầu tiên là em xuất hiện ra thì em bị ra chậm quá. Anh nghĩ là lúc đó đã có tiếng hát của em nhưng mà chưa có hình. Thì mình lưu ý là mình nên xuất hiện sớm hơn một chút. Hoặc có thể là do em cố ý để mà xuất hiện đặc biệt hơn chăng? Có ý đồ đúng không ạ? Dạ em thấy là xuất hiện chậm hơn cái hình ảnh một tí là hợp lý hơn. Khi mà giọng hát cất lên ấy. Xuất hiện chậm hơn khi đó là một cái câu. Một cái câu mà chẳng hạn như là một cái câu solo mà đặc biệt để khoe giọng á. Chẳng hạn như không nhạc đệm. Đó thì ở đâu đó đang nghe âm vang một cái câu gọi là điệp khúc luôn, rất là cao vút chẳng hạn. Thì nó ok hơn là một cái câu mà dịu nhẹ không. Rồi anh tôi hiểu ý anh Nam và tôi đồng ý với quan điểm đó nhé. Mình xuất hiện sau cái câu hát là một cái cách để mình gây ấn tượng. Nhưng mà phải lựa câu mà xuất hiện. Ví dụ như là vui vàng làm chi trách nhau bạc tình, là vừa vô cái câu đó xong cái bắt đầu bước ra. Vui vàng làm chi là câu hai bước ra thì vừa cái câu đầu knock out cái người ta nghe thấy đã, người ta vỗ tay, bạn hiểu không? Còn nhiều khi cái câu nó cứ lê thê rồi chia tay nhau đã đến, người ta chậm đúng từ, rồi nửa tiếng một, ủa cha nội nào đâu rồi. từ hết ra lúc đó cảm xúc đang chậm dữ lắm cho nên đi cũng từ bạn hiểu không? bạn hiểu không Thế là đôi khi mình cũng phải lựa bài mà mình làm cái vụ đó nha. Anh Xin ơi, sáng nay anh thể hiện một chút xíu của Đàm Vĩnh Hưng giống như hồi sáng trong phòng make up. Thôi anh lạy em, lạy em. Rất là giải trí luôn giải anh trí ơi. Giải trí gì đâu, anh chỉ là thôi, múa rìu quá thở thôi. Thôi mà, cái có này Tuấn là Phong phiên bản. Đây giờ anh là tép riêu rồi. Không, cái này là phiên bản 100% rồi, nhưng mà có một cái phiên bản rất giải trí à. Mời Trấn Xin ạ. Bây giờ hát chung song ca với ổng đi. Đúng không? Cho nó vui chứ, đúng không? Bạc tình nha. Vội vàng làm chi trách nhau bạc tình. Vội vàng làm chi trách nhau không đành. Rồi một mình ta lắng nghe xuyên đầu. Ôi ai thế. Vội vàng làm chi trách nhau bạc tình. Chỉ một lần yêu mắt môi em màu. Chỉ còn mình ta lắng nghe xiên đồng. Ôi tái thế. Hát lại từ đầu rồi. Hát lại từ đầu rồi. Vội vàng làm chi trách nhau bạc. Ao luôn. Khoan khoan, hai là cái ao nha. Vội vàng làm chi trách nhau bao phiêu đi. Thôi em xin phép. Bạc tình. Em chỉ có em chỉ có điểm mạnh là hóa thân thành thần tượng của em thôi, tượng đài của em. Đó là anh Đào Vĩnh Hưng thôi. Còn anh Trấn Thành thì với cái sự nổi tiếng của anh và anh đã hóa thân rất là nhiều những nghệ sĩ nổi tiếng rồi. Đó cũng là một trong những video hoặc là những clip em rất hay xem anh Trấn Thành biểu diễn và hóa thân như thế nào để tìm ra những cái tinh tế nhất của anh Trấn Thành. Cảm ơn anh rất nhiều. Một cái hỗ tay cho tiết mục vừa rồi.
Vừa rồi là một minh chứng, đó là giám khảo Trấn Thành cũng từng đã nói, nếu như mà chúng ta không giống được thần tượng của mình thì hãy tìm một cái điểm đặc biệt nào đó. Yeah, để dạ mà chỉ cần nghe một cái chữ ký đó thôi, người ta đã nhận ra thần tượng của mình. Nó rất hay, một tràng pháo tay nữa dành cho anh Trấn Thành ạ. Dạ, còn chị Tư Cẩm Ly bây giờ không biết chị có bình tĩnh để có thể nhận xét không, mà hồi nãy giờ tiết mục... Chị đang hoang mang, chị định bị hỏi nghiệp liền. Chị Cẩm Hưng á. Chị hỏi coi Hưng bộ Hưng hát đó có không mà tự bịa vậy? Có chị Tư, có tự làm mà khán giả ta đồng tình đúng không ạ? Ông Hưng không phải làm với tôi đâu, tôi tự làm mà sao người ta đồng tình cô được? Tư có nhưng mà không lố vậy. Thì giống như đạo diễn Mạnh Việt Nam nói là lúc nào Trấn Thành cũng phải thậm xưng phải không? Ông thì anh Hưng anh ho 1 lần, tôi ho 4 lần. Trấn Thành ho 10 lần. Trời ơi, nhiều khi quá trời quá đất. Tính giải trí cao đó, thấy chưa? Nhưng vẫn nhắc tụi em một câu, chúng ta phải có sự chọn lọc. hợp lý. Không, tôi đã nói rồi. Có nghĩa là mình không làm được 100% giống người ta thì mình hẳn sử dụng những cái chiêu này để làm cái sự giải trí thôi. Ví dụ như tôi là cái người nghệ sĩ mang đến tiếng cười cho khán giả, thì tôi sẽ không những chỉ làm đàm, tôi phải làm người này, người nọ, người kia. Thì dĩ nhiên cái giọng của tôi thì nó chỉ có cái giới hạn của nó thôi. Thì tôi phải tìm ra những cái điều đặc biệt, thú vị, tôi dặm mắm thêm muối để cho gây ra cái sự thu hút cho khán giả. Nhưng các bạn chỉ đang nhái có một giọng thôi. Và trời sinh ra các bạn cái giọng bản thân đã giống cái người thần tượng mình, thì hãy làm cho nó giống nhất, đúng không? Để người ta chấm điểm, người ta nó thuyết phục, người ta vỗ tay, người ta nói y ngon, thấy không? Chứ còn tôi y vui. Ok, cảm ơn Thành. Nói chung là mình cũng có được một vài phút để mà giải lao, giải trí, vui vẻ, bớt căng thẳng. Cảm ơn rất nhiều. Giờ dập nè, tuần sau mấy cái lời này là dập nè. Thánh soi bắt đầu, kính hiển vi hoạt động. Đối với Thành hôm nay lại thấy Vân lại giống Trường nhất. Nhưng Ly lại không thấy bằng cái bài em đâu biết, phải không? Dạ. Bài đó bữa đó là rất là hay và rất là giống. Còn hôm nay á là bị... Như Thành thì Thành lại nghe bẹt, nhưng Ly không nghe bẹt, mà Ly đúng chính xác là nghe gơm thì đúng hơn. Và nó không có cái xốp của anh Trường. Tại vì Trường hát khi mà Trường ra cái câu cuối là Trường rung ngay, không có để chờ đợi kéo một hồi mới rung như người ta đâu. Rung ngay và cái giọng Trường giống kiểu như dạng như là Tuấn vậy đó. Nó cứ nhìn nó bay bay bổng như thế đó. Cho nên hôm nay lại thấy Vân hát không giống bằng đó. Không giống bằng cái bữa mà em đâu biết thì quá tuyệt vời. Bữa đó thiệt là mê vô cùng luôn. Còn nói về Phong, Phong thì tất cả em giống nhiều rồi, ai cũng biết hết rồi. Nhưng ngay cả cái phần hóa thân hát cái bài của anh Trường làm tốt, là cái giọng của Đàm Vĩnh Hưng đàng hoàng, chứ không có bị ác vía, không có vấn đề đó. Nhưng cái câu đầu của em vào chính xác là em ở đâu, em chưa có bắt kịp. Em chỉnh choạng cái bài của Nỗi Nhớ Dịu Êm ấy, em hiểu không? Và nhớ là khi tụi em bè, em bị có một cái nữa, cái lúc bè với lại Vân đó, cái giọng em nó quá mạnh. Em ác cái giọng chính luôn. Tụi em khi mà tụi em hát bè, tụi em nên nhớ bè là phụ một tí xíu, phải nương xuống, nó mới đẹp cả một cái câu. Bè mình ác cái chính là mình nghe cái giọng bè không, giọng mình hay, mạnh, nhưng nó không có hợp lý. Cho nên là cẩn thận, nếu mà lực mình mạnh, mình để micro ra xa, không thôi mình phải biết tiết chế lại ha. Các bạn có biết tại sao nhóm bè nổi tiếng nhất của Việt Nam hiện giờ tên là Cadillac không? Vì sao ạ? Tại vì cái nhóm này xuất phát là họ đưa ra cái trường phái cho họ làm việc ha. Họ có một cái trường phái để họ theo đuổi, để họ biết được họ đang làm gì. Tại sao tên là Cadillac? Là tại vì cái tiêu chí của họ là cắt đi la, cắt đi cái phần la hét, hiểu không? Để bè là phải nhỏ nhỏ thôi thì mới ra Cadillac. Bạn hiểu chưa? Một đó là tay cho ý nghĩa rất là ý nghĩa của nhóm bè Cadillac nha, cắt đi phần la. Để nước mắt rơi hết ngày mai sẽ không còn, nỗi đau rồi tan biến mau. Tình mình mãi xa cách khi anh dường dạn người. Tình mình đã như thế anh ơi, trách nhau làm chi? Vì chúng ta biết yêu kéo thêm đau buồn, toàn
đây đêm nay phút giây tình ơi. Đừng buồn nữa anh hỡi khi tình đã không còn. Đừng buồn nữa anh hỡi ta chia tay từ đây. Để nước mắt rơi hết ngày mai sẽ không còn. Nỗi đau rồi tan biến mau. Tình mình mãi xa cách khi anh dường dàn người. Tình mình đã như thế anh ơi trách nhau làm chi. Vì chúng ta biết yêu kéo thêm đau buồn. Còn lại đây đêm nay giây tình ơi. Tại vì em ngày xưa nói yêu anh nhiều. Tại vì anh quên hết câu tình yêu. Tại vì sao ngày xưa đã không chân thành. Tại vì em cô đơn lẻ loi tình ơi. Tại vì em ngày xưa quá yêu dại khờ. Tại vì anh nhỏ nhói đã xem thường em. Nhất là cảm ơn Tuyết ở trên này đã mang lại một bài hát mà có khói lạnh làm cho tất cả chúng ta mát hơn. Một tràng pháo tay cho Trọng Vương. Yeah. Trọng Vương thân mến, ngày hôm nay trình diễn đầu tiên, rung không? Dạ, hơi rung một chút xíu ạ. Vậy giờ lắng nghe bài giám khảo nha. Cái eo là có tập thể dục không? Dạ có ạ. Hồi xưa em mập hơn giờ, bây giờ em ốm hơn. Xuống được nhiêu ký? 3,5 kg ạ. Chỉ cho anh Thành với bí kíp. Anh Nam, anh có muốn chia sẻ gì không ạ? Anh thì anh khen, hôm nay là hóa thân phía bên ngoài á, hoàn toàn là anh nghĩ là rất là giống những động tác vuốt tóc hoặc là những cái váy tà của mình á, với từng bước đi là em có sự tính toán rất là tốt. Và đặc biệt là anh thích là lúc mà Steadicam vừa qua á, thì em diễn xuất với Steadicam và với theo cái máy luôn. Thì đúng là cô Minh Tuyết á, là cổ diễn không bao giờ tha những cái cú máy như vậy. Những cú máy như vậy là cổ sẽ luôn níu và ánh mắt nhìn thủng lên của máy luôn. Mà tôi nói bạn nghe nè, ghen qua Nam mới nói bạn mặc gì mà gần giống Minh Tuyết, có nghĩa là tín hiệu mừng cho bạn. Một ngày nào đó Minh Tuyết vắng mặt nếu cảm thấy nhung nhớ, anh Nam sẽ tìm đến bạn. Yeah. Vậy mời chị Minh Tuyết à, cảm nhận của chị. Thực sự Trọng Vương ơi, nói thiệt luôn. Khi mà em đứng trên đó hát thì cái cảm xúc của chị là hạnh phúc thôi. Hạnh phúc vì em không phải là một cô gái mà giả chị, mà là một chàng trai giả chị. Điều đó chị thấy rất là hạnh phúc. Một chàng trai mà hâm mộ mình mà giả mình, cái điều đó là nó hạnh phúc vô cùng luôn. Cho nên nếu mà nói để mà chị nêu ra những cái khuyết điểm của em á, thì chắc chắn sẽ có. Nhưng mà chị không nở, bởi vì chị cảm thấy mình hạnh phúc quá rồi. Chỉ là góp ý thêm cho em.
về cái phần diễn xuất thì em còn thiếu một cái điều mà rất là đặc trưng của chị. Đó là chị hay nhìn lên lắm. Ánh mắt chị hay nhìn lên và nhìn xa xăm lắm. Chị thấy em hay nhìn xuống đất rất là nhiều. Tứ ơi sợ té, dài cao quá. Thì tại vì cái đó là cái đặc trưng của chị thì chị muốn góp ý thêm em về vấn đề đó. Cảm ơn em rất là nhiều. Tôi đang chờ đợi một cái bài như là vì em vẫn mãi là người đến sau, yêu em trong nỗi đau. Nhớ nha. Dạ, đây là một gợi ý dành cho Trọng Vương đúng không ạ? Nếu như bạn có cơ hội bước vào vòng tiếp theo, vòng bán kết. Còn ngày hôm nay rất là xuất sắc với phần mở màn vừa rồi của Trọng Vương. Một tràng pháo tay cho Minh Tuyết. Một dòng trời sao xưa,
một dòng tình thương mến, một dòng con quyến luyến, một dòng nhớ quay về miền đời lũ phiền não. Vũ đoàn Hướng Tây cho Nhã Thanh. Xin được cảm ơn Vũ đoàn Phương Việt ạ. Bạn thấy không, bạn hát xong mà giám khảo Trấn Thành vẫn ngân nga. Dạ xin được mời giám khảo Trấn Thành ạ. Thực ra thì tôi rất là thích những cái dòng nhạc giao hưởng như thế này. Thế nhưng nói về kỹ thuật thanh nhạc hay là để trình bày thì bạn thật sự là rất là giỏi. Tôi không có bàn về cái chuyện đó. Và cả về cái thần thái, thật sự nha, bạn diễn hôm nay rất là có thần thái của cô Thái Thanh. Cái bài này là bài cô thời trẻ nè. Cái thời mà cô hát tình ca của Phạm Duy đấy. Lúc mà cô còn trẻ cô để tóc như vậy đúng luôn. Và thái độ bạn hát rất là có cô ở trong đó. Thế nhưng đó là thái độ bên ngoài, chứ cái giọng hát thì chưa có ra màu cô lắm. Là bởi vì vẫn cảm nhận là một ca sĩ thính phòng, hát nhạc thính phòng nhiều hơn là Thái Thanh hát dòng sông xanh. Cái này nó khó diễn đạt lắm. Nhưng mà Thanh nghĩ rằng là nếu mà ai mà dân mộ điệu cô Thái Thanh mà yêu thương cô sẽ hiểu điều này. Và cô nói chuyện nhiều hơn, cô nhõng nhẽo nhiều hơn, cô có thái độ trong từng câu hát, từng cái cách nhấn chữ của cô thì nó hơi không có rõ lắm. Nó vẫn là bị học thuật. Chấm điểm thì nó khoảng là 8/10, 8, 8.5/10. Trong lúc Thành nói thì Tuyết cố tình nghe lại cái bài của cô Thái Thanh hồi thời còn trẻ, thì rất là hiểu ý của Thành nói. Có nghĩa là cô Thái Thanh tuy rằng cổ hát cái giọng ốc nhưng nó vẫn có cái giọng thật của cổ trong đó. Còn bạn á, tại vì bạn có học thuật và bạn học opera nên bạn hát á, cái phần giọng ốc của bạn nhiều hơn, bạn dùng kỹ thuật nhiều hơn. Thứ nhất, thứ hai, cô Thái Thanh cổ hát nhẹ hơn một tí. À, cái sự năng động của cổ, cái sự nhí nhảnh của cổ, tuy nó nhí nhảnh, tuy nó năng động nhưng nó vẫn có một cái gì đó rất là đầm thắm ở trong đó. Mình thấy bạn có phần giống như là nhấn mạnh nhiều quá. Ví dụ như là bạn hát dòng, bà đóng cái chữ dòng nhiều hơn thì cô Thái Thanh lại một song song song. Đúng rồi. Cô hát Tuyết, Tuyết, Tuyết làm rất là đúng luôn. Song song đó, song, mà nó ngưng như nhẹ mà nó cưng lắm. Một song song, bây giờ cô ấy cô hát là một song song mênh mà. Rồi cô hát nó có một cái sự trau chuốt ở trong đó, vẫn có cái giọng ốc và vẫn có cái giọng thật của cổ trong đó. Nó nhẹ nhàng hơn một tí, nhưng mà không có nghĩa là bạn hát dở. Bạn hát rất là tốt trong cái bài hát này. Nhưng mà ý Thành đang muốn nói cái độ chính xác giữa về cái thái độ, cái và, thái tinh độ thần. Và cái tinh thần và cái hồn của Thái Thanh thì nó còn thiếu. Nó còn thiếu trong cái bài hát này. Xin được cảm ơn giám khảo Minh Tuyết ạ. Còn anh Hoàng Nhật Nam, xin mời anh. Chúng ta cũng phải biết là vì Nhã Thanh đó là một cái thí sinh cũng khá là đặc biệt. Vì cô cũng đã có một cái giải thưởng quốc tế về dòng nhạc thính phòng opera nữa. Cho nên cổ cũng là dân thứ dữ, cho nên là cái bài dòng sông xanh này không có làm khó cổ về mặt biểu diễn. Đặc biệt là lúc nghe những cái đoạn phiêu như là chim họa mi hót á, thì nghe rất là sướng. Từ tuần trước bài ca sao cho đến bây giờ là dòng sông xanh thì thấy em giống như em cũng được giải tỏa. Em rất là thoải mái. Anh cảm nhận được Nhã Thanh xác định được là mình cứ là mình cứ hát và cứ với đam mê thì được tới đâu thì hay tới đó. Mình không có phải áp lực nhiều. Thì anh thấy Nhã Thanh có cái sự chuyển biến đó, cho nên em hát anh nghĩ là thoải mái. Nhưng mà dĩ nhiên là các giám khảo khác đã phân tích là để làm sao cho giống thần tượng thì nó là một cái vấn đề khác, nó đòi hỏi cái sự đào sâu hơn. Chúc mừng bạn đã hoàn thành xong bài hát của mình. Không biết ngay bây giờ thì chị Minh Tuyết, người rất là thân quen cùng với ca sĩ Như Quỳnh, đang cảm thấy như thế nào ạ? Xin mời chị. Giọng hát của em giống chị Như Quỳnh bây giờ quá. Đương nhiên là không thể nào là 100% được, nhưng mà giống rất là nhiều. Cái ngân, cái luyến lấy của em lâu lâu hơi bị ngút cái hơi đuôi một tí, nhưng hình ảnh của em á thì lại giống chị Như ngày xưa, nên nó làm cho chị có nhiều cảm xúc xáo trộn.
Chị nghĩ nếu chị Như nhìn thấy em hát bài hát này chắc chị Như vui và hạnh phúc lắm. Dạ em cảm ơn chị ạ. Cảm ơn giám khảo Minh Tuyết ạ. Cái bàn tay của em, cái hình thái của em và cái câu cuối của em khi em ao, em chỉ có một cái động tác mà tụi chị hay chọc chị á, even chỉ chụp hình cũng vậy nữa. Lúc nào cũng vậy đó. Chị rất từ từ, tay chị lúc nào cũng vậy. Em làm y chang cái điều đó. Cảm ơn em rất nhiều. Mùa 1 chúng ta cũng có thí sinh hóa thân thành ca sĩ Như Quỳnh. Nhưng mà mùa này với sự xuất hiện của Nguyễn Thị Hiền thì anh nghĩ đây là một cái phiên bản khá là hoàn hảo. Và một nhan sắc thế kia trong một cái tà áo dài vô cùng đẹp và duyên dáng, cộng với một cái chất giọng vô cùng ngọt ngào nữa. Em hát cái bài này bằng cả cái tâm hồn và giống như mình đang là Như Quỳnh vậy đó. Cái điều đó nó càng mang đến cái sự xúc động nhiều hơn. Và đúng là từng câu em hát á, câu nào ra câu đó, bản thân anh nghe là anh nuốt trọn từng lời. Bởi vì là em, cái gì nó phát đi từ trái tim thì nó sẽ đến với trái tim. Thì như vậy là nó đã quá đủ để mà hóa thân thành một cái thần tượng mà rất là nhiều người yêu mến. Thì anh nghĩ là chắc là Trấn Thành cũng sẽ chia sẻ nhiều hơn về những cái phần hát hơn nữa. Bởi vì là idol của Trấn Thành cho nên Trấn Thành sẽ hiểu rõ như thế nào để mà nó có thể tạo nên sự xúc động dân trào như vậy. Xin mời giám khảo Trấn Thành ạ. Thật sự như thế này là tại vì Thành rất là yêu tiếng hát của chị Như Quỳnh. Mà không phải chỉ là tiếng hát thôi, mà cả con người của chị nữa. Khi mình tiếp xúc với chị ở ngoài đời rất là yêu thương chị. Một người rất là đàng hoàng, tử tế, nhẹ nhàng. Có những cái người thần tượng thì đơn giản chỉ là thần tượng nghe và yêu thích giọng hát. Nhưng có những thần tượng giống như là một cái icon, mình gọi là một biểu tượng cho một thế hệ nào đó. Và chị Như Quỳnh là một trong những cái biểu tượng. Nhưng mà chúng ta phải thấy rõ cái điều này, mình nói rất là công tâm, là dĩ nhiên thời gian nó không chừa một ai cả. Dĩ nhiên là chị Quỳnh trong những năm gần đây, có thể là vì những cái chuyện về cuộc sống của chị, chị cũng gặp nhiều cái điều kiện không thuận lợi cho sức khỏe, nên cái giọng của chị cũng có thể nó không tốt được như chị Như Quỳnh đã từng. Và nó mới có cái cách hát mà chậm như bây giờ, như cái vừa rồi bạn thể hiện, không có smooth như hồi trước. Nhưng mà vẫn là Như Quỳnh và tôi vẫn yêu. Có những người mà tới mức độ mà nó không biết với mọi người khán giả như thế nào, nhưng với Trấn Thành thì Như Quỳnh có hát như thế nào thì vẫn là Như Quỳnh, vẫn yêu Như Quỳnh, mãi mãi là Như Quỳnh. Cảm ơn phần chia sẻ của ban giám khảo và cảm ơn bạn rất nhiều. Và mong rằng bạn sẽ cố gắng hơn nữa trong vòng sau, chinh phục khán giả cũng như chinh phục ban giám khảo. Cảm ơn bạn. Được thư lần này buồn lắm em ơi, nhưng chẳng qua từ đời. Bao nhiêu lần thương, bao nhiêu lần nhớ, biết người thờ ơ nhưng sao lòng còn thương nhớ. Vì mơ mộng nhiều, ngày cưới xe hoa, chấp nhận từ đây tình trôi theo tháng ngày. Thôi bây giờ anh xin trả cho em khăn tay anh còn giữ, em trả cho anh lời đắng cay làm chi, em trả cho anh lời cay đắng làm chi. Vì cho
trong cuộc đời còn trắng đôi tay nên người thay đổi lòng. Nhưng em nào hay cho em nhiều quá, lỡ một lần say từ nay xin trôi từ. Trong cuộc đời còn trắng đôi tay nên người thay đổi lòng. Nhưng em nào hay cho em nhiều quá, lỡ một lần say từ nay xin trôi từ. Nhưng em nào hay cho em nhiều quá, lỡ một lần say xin trôi từ. Nhưng em nào hay cho em nhiều quá, lỡ một lần say từ nay xin trôi từ. Nãy khóc quá khóc. Hy vọng rằng bài này Lá Thư cuối cùng sẽ khép lại giai đoạn khóc này. Thái ơi, có phải là Thái rất là ít đứng trên sân khấu không? Thậm chí em còn chưa đi hát đám cưới bao giờ. Lần này là lần thứ mấy đứng trên sân khấu hả? Lần đầu tiên luôn ạ. Lần đầu tiên à? Một tràng pháo tay dành cho bạn đi ạ. Nhưng mà mình sự hỏi cái là bạn đi thi cuộc thi này là do bạn muốn tham gia cuộc thi rồi có ai ủng hộ hay không? Có ai ép không? Dạ ép thì không có ai ép ạ. Bởi vì là ở quê thì cái công việc chính của em thì là làm kinh tế nông nghiệp và cũng là lao động chính của gia đình, cho nên là khi mà bỏ thời gian và công sức để đi tham gia một cuộc thi thì là nói chung về gia đình thì cũng không muốn cho em đi tham gia. Bởi vì là ở quê mà công việc chính là lao động chân tay thì gia đình muốn là ở nhà để làm việc thì nó sẽ hiệu quả hơn, bởi vì là mọi người không tin rằng là em có cái khả năng đi ca hát được. Vậy thì bây giờ anh về anh nói gia đình anh là họ hiểu sai rồi đó. Thật sự ra mà nói thì anh cũng có khả năng chứ mà là không. Cái vấn đề hiện nay rất lớn ở anh đó là sự tự tin mà thôi. Hát cũng hay đấy, chỉ có cái là anh thiếu những sự xử lý nha, thiếu cái chuyên nghiệp của mình và thiếu cái tự tin. Uổng nhiều khi không đang hát ở nhà gạo tiền con vợ nó kêu quá có trời, người cản nữa. Người cản anh ơi, về điện nước anh ơi, điện tăng nhà tăng. Anh ơi, em nghĩ là để giải quyết vấn đề tự tin cho anh Thái thì anh hãy lấy cái sự tự tin nhất của anh hàng ngày á, lúc mà mình trong bưởi. Bưởi à? Trong bưởi. Anh hát như hái bưởi cho em. Hát quá lần. Bậy. Bậy bậy bậy. Hái bưởi lúc đó mệt lắm em. Hái nắng nóng. Hái giống như là lúc thu tiền bưởi. Thu tiền, thu tiền. Hát như thu tiền bưởi cho em là tự tin liền. Không, mà đứng cạnh anh này thấy dễ thương lắm, nhìn anh hiền, anh tự tin lên. Bây giờ mà muốn anh phấn chấn lên là Khả Như, em chuyển liền vô tài khoản gia đình anh 10 triệu đồng. Phấn chấn anh hát thiệt là vui liền nha Như nha em. Trời ơi, cái chuyện đó đâu có ai làm hay hơn em ngoài Trấn Thành đâu. Cảm ơn em Trấn Thành rất nhiều. Dạ, tiếp tục ạ, anh Hoàng Nhật Nam, mời anh. Anh Quang Thái, anh đã có gia đình chưa? Thưa anh là em đã có gia đình và có hai cháu ạ. Hai anh cháu. Anh không nghe hả anh Nam, vợ bây con giờ ta réo nhà kìa. Đó. Bởi vì sao mà tôi hỏi cái điều đó? Vì tôi đang hình dung ra là ở một cái không gian nào đó trong cái khu vườn nhà của mình hay là trên cánh đồng gì đó mà anh cất cái tiếng hát rất là ngọt ngào như vậy lên đó, thì nó rất là lãng mạn. Và tôi nghĩ chắc đó cũng là một lý do mà anh cưa được bà xã phải không? Anh làm em nhớ đến cảnh tượng là nhưng em nào hay hái bưởi đó, cho em nhiều quá.
Thật ra là cái sự hiện diện của anh với chương trình và cái sân khấu hôm nay á, nó khẳng định thêm rằng là mọi người ai cũng có quyền để thể hiện cái khát khao và cái đam mê ca hát của mình cả. Và thực sự là khi nói đến cái nghề nghiệp của anh á, và nói là anh chưa bao giờ bước lên sân khấu chuyên nghiệp mà để trình diễn như được vừa rồi, thì bản thân Nam ngồi xem như này cảm thấy rất là tự hào về anh. Cảm ơn anh. Không biết là cái dòng sau có được nói không? Nói gì với gia đình nhà cái? Em đã dành 6 năm, em gần như là tách biệt với cuộc sống bên ngoài. Em mua một cái khu đất ở trong một cái khu nó rất là xa với lại khu dân cư. Thì là em có làm xây dựng một cái mô hình kinh tế trang trại. Cái công việc của em thì sau 5-6 năm thì là nó sẽ một cái mô hình nó sẽ cho cái thu nhập ổn định, để là vợ ở nhà có thể là không phải vất vả để lo cho các con. Thế để em yên tâm, bởi vì em rất là thích ca hát từ những cái năm mà em còn chưa lên 10 tuổi. Thì kể cả như là ở nhà em ngày xưa bố mẹ em cũng biết là em học hành không được đến đâu, vì cũng chỉ vì thích ca với hát thôi. Thế cho nên là cái khoảng thời gian mà 6 năm thì là nó cũng không phải là ngắn. Thì là bây giờ hiện tại bây giờ em đã được đứng trên sân khấu của chương trình, thì là dù được đi tiếp hay không đi tiếp thì em cũng rất là thoải mái thôi. Em muốn có cái dịp cọ sát, em học hỏi từ ban giám khảo, từ các bạn thí sinh. Và qua đây thì em cũng muốn nhắn nhủ với lại là người thân, gia đình của em là thực ra thì cũng là hãy cho em sống với cái đam mê của mình thôi. Ok. Còn thấy đâu
Một tràng hoa tay cho Nhã Thanh. Với phần hóa thân thành cô Ý Lan, cảm xúc của anh Hoàng Nhật Nam như thế nào? Lúc đầu thì anh có nói là anh đang trông đợi cái phần trình diễn này của cô ấy, xin mời anh. Cái giọng hát của cô Ý Lan thì quá sức đặc biệt rồi. Có một cái cách hát tiếp nối từ mẹ của cổ là cô Thái Thanh. Và anh nghĩ rằng là để giả cô Ý Lan thì hồi trước đến giờ anh chỉ nghe Trấn Thành hát hơi làm quá một chút, nhưng mà anh nghe trong đó nó có rất là nhiều màu sắc. Nhã Thanh mặc dù rất là xinh đẹp, hát cái bài này anh cũng thấy là hay, tuy nhiên là để mà thuyết phục anh đây là cô Ý Lan á thì thực sự chưa thuyết phục được. Nó đang lơ lửng phảng phất đó thôi. Bài này là bài Biết Nói Gì Đây của nhạc sĩ Huỳnh Anh. Nhạc sĩ này thì cũng gắn liền với rất nhiều những cái ca khúc như là Kiếp Cầm Ca hay là Mưa Rừng. Hình như là cô Tư cũng đã từng... Bài này có hát rồi. Em cũng có hát đó. Thôi, mối tình này là tôi không biết đi vậy đâu. Rồi cái người nữ quay qua trách người nam bận đồ không có hộp giống mình. Phải lặn lội về để tìm cái áo tím này để mặc cho giống người ta đó. Trời, trời ơi, thôi chết. Nói với lại anh một cái bài này thôi cũng của người ta, hát dành tặng cho anh nè. Yêu thương mong manh. Tuyết với lại Thành là trùm phải không? Vậy là trùm, nhưng mà tại vì ở gần cổ nhiều. Tuyết ở gần cô Ý Lan nhiều. Thứ nhất, muốn giả Ý Lan cái hình tượng phải thực sự sang trọng, đẹp. Yes. Cô Ý Lan có nói một câu: con à, dù cô có đi vào bệnh viện, cô vẫn phải make up nha con. Live show của tôi ở Hà Nội, chúng tôi bay chuyến 6 giờ, 4 giờ phải có mặt ở sân bay. Thì thưa quý vị, vào lúc 3 giờ rưỡi, tôi tới sớm để đón mọi người. Tôi thấy một người phụ nữ đẹp đang cầm cái vali đi nhẹ nhàng. Xong cái cô tháo nhẹ mắt kính ra, mắt cô make up đẹp đẽ từ trên xuống dưới, tóc tai làm hết rồi. Cô nói: trời đất ơi, chị Lan, sao mới có 4 giờ sáng mà sao chị lộng lẫy như đi event vậy? Vì Trấn Thành, 1 giờ chị đã dậy cho mọi người make up cho chị. 1 giờ make up xong, đến 3 giờ chị ngồi để vấn ngấm vào da. Đó là danh ca Ý Lan thưa quý vị. Luôn luôn xinh đẹp và luôn luôn xinh đẹp. Nếu bạn lọt vào vòng trong là bạn phải lựa đồ thật là đẹp, thật là sang, lộng lẫy, đeo vòng cổ hột hột hột. Lần nào cũng vậy tới: trời cô ơi, cái này đẹp quá, cô mua mới mua hả cô? Không, cái này là cô mua lâu rồi, chưa có cơ hội cô mang đấy. Bây giờ cô mới lấy ra cô mang nè. Ờ, cái này là lọc hãng nào vậy cô? À, nó là của Chanel. À, cô mang giày gì vậy? À, cô mang giày của Christian Louboutin. Cái này là chỉ nói riêng về cái phần bên ngoài. Còn nếu mà nói sâu về phần giọng hát thì bạn còn thiếu nhiều thứ lắm. Và Minh Tuyết nghĩ là Trấn Thành là người hiểu sâu nhất về cô Ý Lan, cho nhượng lời lại cho Trấn Thành. Thành nghĩ là bạn có nghiên cứu nhiều đấy. Bạn có để ý những cái nốt, cái cách cô hát, cái cách cô đẩy âm thanh ra. Nhưng mà thật sự ra đó là vì cổ quá nhiều cái technique và quá nhiều những cái chữ ký đặc biệt trong giọng hát. Cái đặc trưng lớn nhất của cô là gì? Bất cứ bài nào trên đời này cũng vậy, là cổ hát bằng cách nói. Xin ban nhạc cho lại cái bài hồi nãy đi. Biết nói gì đây khi hai đường đời đứng tướng luôn chia đôi mình rời. Là bao nhiêu thương nhớ, bao nhiêu đời chờ chưa quên lối đi. Đó là phải như vậy đó, thấy không? Mặc dù là lên rất là sắc, là bén giọng gió, nhưng mà giọng cổ là giọng thổ. Chính xác. Nó rất là rền. Bao nhiêu đợi chờ. Chính xác. Mà đợi là đợi hát bằng hơi nha. Đợi thì là nuốt vào trong, nhưng chờ là bắn ra. Nó khó tới mức độ như vậy. Những cái âm sắc mà cao mà cổ bị, cổ giống như bị sét vậy đó. Đêm nay anh nhắn son gửi mấy vị chờ anh. Chờ anh. Vậy, cái nữa. Đó, thấy không? Chào cho anh tiếng hát mình thương nhau sôi đỏ. Đó, nó vậy cơ. Chính nó xác rất là đó. Nhiều những cái chi tiết nho nhỏ. Mà tôi nói thiệt, nếu ai phải là yêu cô và tưởng tượng mình là cô thì mới hát được. Chứ còn nếu mà để mà nghe rồi bắt chước lại làm được. Đi là phải đi.
giống như là nó nhấp tới nhấp lui vậy đó. Bạn phải để ý rất nhiều nữa. Nhưng mà tôi đề cao bạn là bạn có nghiên cứu, nhưng mà thật sự ra cái âm sắc của bạn nó không đủ. Đúng. Phát âm phải đẹp, chữ nhã nó phải đúng. Luôn luôn cắn cái phụ âm cuối lại, không bao giờ được để khẩu hình mở ra. Dấu thì... hỏi là đúng là tuổi. Đúng rồi, tuổi. Hay là dấu nặng là đợi chưa. Đã, nghiên cứu nhiều hơn nữa, hy vọng bạn sẽ làm tốt hơn ở cái vòng hòa thanh. Cảm ơn phần nhận xét của các vị giám khảo của chúng ta. Và chúc mừng bạn đã hoàn thành xong phần thi của mình. Chị Tư ơi, ở đây có anh Ba, mời chị Tư nói trước. Thật sự ra đó, ở đây hai người hát cái bài này, nếu mà tính về tròn trịa cái bài thì nó rất là hay. Mà cái ý nghĩa của cái bài hát nó cũng hay nữa. Bây giờ mình nói về từng người ha. À, về Truyền á, vẫn thích cái tình ở Truyền. Mà mắc cười ghê. Không có chuyên nghiệp với mọi người, nhưng xuống giao lưu chào thấy thương lắm luôn á. Thấy ta làm. Thấy nó rất... thiệt. Làm theo dễ thương. Không phải, nhưng mà cái thật không? Thà trong người đó. Biết không? Chào, làm thấy thương. Chào tranh thủ á. Dạ tôi nè. Thấy thương. Cái người nó chân chất, nó thật thà lắm. Giống như là rất là vui khi mọi người như vậy, chứ không phải là một cách biểu diễn mà như là giao lưu với khán giả. Kiểu vậy đó, kiểu cách khác hẳn với anh Tuấn Minh. Đã, nó khác hẳn tại vì Minh đã từng đi hát rồi. Cho nên là Ly vẫn thích cái tình ở anh Truyền. Bài này giọng sáng nha, sáng hơn cái bài cái vòng trước. Cái giọng nó vàng sáng ra. Và ở trong anh, khi mà mỗi lần mà anh hát cái luyến của anh Sơn á, Ly nói với Tuyết là cái độ mềm mượt ở trong cái giọng, tức là mình luyến được hết tất cả các nốt. Tuy rằng mình hát có nhiều chỗ nó không có giống lắm, nhưng mà nó có cái tình và cái độ mượt trong cái câu hát của mình. Còn nói về Minh, ở Minh nó hội được rất là nhiều cái. Ly nghĩ là ở ngoài Minh hát nhiều show, nhìn mặt Minh quen là nhìn. Biết có mặt à. Ở đâu yêu cầu ở đó có Minh. Ở Minh á, Minh có cái gương mặt rất là sáng sân khấu. Và giống như mọi người nói là có một cái năng lượng tích cực. Khi Minh lên sân khấu thấy cái sức sống trong một cái con người. Mình chưa nói là Minh hát hay là cái gì hết, là Tuấn Minh, em có cái đó. Sáng sân khấu và em giao lưu, em rất là tự tin ở trên sân khấu. Tất cả mọi thứ nó toát lên, làm cho một người đối diện cảm thấy rất là thích thú. Minh hát á, Minh có cái giọng vang, sáng. Nhưng Minh nên cẩn thận. Tại vì anh Sơn anh có vào câu đầu đi nữa, nó cũng rất là mềm mại. Chứ nó không, Minh đẩy lực ra hết cái câu đầu là người ta hết hồn. Chính vì thế mình không phân bổ được cái lực là ở phần sau mình sẽ bị đuối. Và Minh bị không có bằng anh Truyền ở chỗ là chính vì mình đẩy lực mạnh quá, cho nên những cái luyến của mình á, nó rất là dễ bị gãy. Tại mình hết lực ra rồi và mình không có trao chuốt cho cái hơi mình nó mềm, cho nên nó dễ bị gãy, trong khi cái lực của mình rất là mạnh. Chúc mừng tiết mục rất là hay. Cảm ơn giám khảo Cẩm Ly. Chắc là em thấy em rất là hâm mộ các anh các chị. Chính vì vậy em gặp em chỉ muốn nhìn các anh chị thôi. Em thấy ra em luôn luôn rất là vui đấy ạ. Em rất vui là vui. À? Tức là nó hơi bị quá phấn khích hả? Dạ. Anh vui thôi, đừng vui quá anh ha. Mình thi mà. Thế chị Minh Tuyết, chị cảm thấy như thế nào ạ? Mỗi người đều có cái ưu và cái khuyết của anh Ngọc Sơn cả. Nếu mà hai người cộng lại ra anh Ngọc Sơn đó. Đúng. Cái gọi là energy mà lên sân khấu của anh Ngọc Sơn á là Tuấn Minh có. Cái độ sáng vang của anh Ngọc Sơn là Tuấn Minh có. Nhưng cái độ mềm mại cái và tình, uyển chuyển ngọt ngào tình cảm thì Ngọc Truyền, bên Truyền có. Cho nên hai người cộng lại thì ra anh Ngọc Sơn. Cho nên bây giờ làm cách nào? Bây giờ có cách giải quyết như thế này, chúng tôi sẽ tạo điều kiện cho cả hai cùng rớt. Tạo điều kiện cho cả hai cùng rớt. Chúng ta chỉ là
một trong những phương án thôi. Nó chỉ là một trong những phương án thôi, nó không phải là cuối cùng. Hai người đàn ông, tôi rất sợ cái đoạn nắm tay đi vô. Thường hai người đàn ông nó đi xuống không? Anh em nhìn nhau, ờ đấy, đi xuống này đó, ờ mời đúng. Anh, mời đó, ờ quá anh em nắm tay đi xuống nhà ơi. Yeah, hẹn à. Trước đây các em kia chào, chào mọi người. Mặt rất là ngại ngùng. Đó là đám cưới, nghe chưa? Đám cưới mới làm như vậy, nghe anh. Ừ, lần sau bớt bớt, đàn ông bớt nhìn nhau say đắm, bớt nắm tay lại. Sát vô rồi, anh không thấy hôm nay hai cái bộ vết này cũng tông duyệt tông đâu chứ giỡn đâu. Người ta là một cái phiên bản cặp đôi nam thân thiết với nhau. Chắc chắn là hai bọn anh cũng đã có nhiều sự chia sẻ mà sẽ giúp cho mình tốt hơn ở trong tương lai. Và ngày hôm nay chúc mừng tiết mục của hai anh yêu dân tộc Việt Nam. Cảm ơn. Cảm ơn rất nhiều. Mình đã trao nhau nhiều hơn đã hứa, mà vì sao đôi khi anh thấy yêu đương mình quá mong manh. Người hỡi, tình mình tự nhiên những áng mây trôi về đâu, vẫn mong cho mình mãi bên nhau dài lâu. Lòng vẫn khát khao được yêu mãi thế, dù mai đây đôi ta đâu biết yêu đương mình sẽ ra sao. Người hỡi, tình mình tựa như những tháng năm kia đổi thay, hãy yêu nhau để có nhau. Em sẽ mãi yêu anh hơn lời em nói.
về đâu. Anh ấy là anh vừa phải giống con lăng quăng sao vậy anh? Thế cuối cùng phải làm gì mà anh đứng sau ghế luôn rồi? Chưa ăn cơm chiều. sợ bị mệt quá, đi hiểu không? Và một tràng pháo tay nữa dành cho hai thí sinh của chúng ta, Trọng Vương và Quang Anh. À, Trấn Thành, chuyện gì xảy ra với anh vậy? Cái đồ ăn mà xém hung á, tôi hết hồn. Dạo này già yếu, nhìn cái đồ nó lên máu dữ lắm. Bữa nay giờ giống như là trung tâm tiệc cưới vậy đó, cái ghê không trời. Trắng nõn, nguyên một cái sân khấu trắng nõn hết trơn. Anh Xìn ơi, trước khi anh nói, em sẽ được làm sáng tỏ cái vụ này. Em muốn bảo vệ cho chị Minh Tuyết. Minh Tuyết có bị ai xâm hại mà em bảo vệ? Em bảo vệ chứ. Người ta đã biết tông xịt tông ngày hôm nay là tông trắng. Người ta lựa chọn một cái đầm thiệt là lộng lẫy, có đính kim sa theo ý của chị Minh Tuyết. Vậy mà đây là nhân vật đã cướp cái đầm của chị Tuyết. Chị Tuyết không có đầm không lên sóng được. Là bà đó. Thì ra là em. Trọng Vương, em gian dựng hiện trường cho Minh Tuyết nổ bánh xe và xé đầm Minh Tuyết đúng không? Bây giờ anh lại đọc thơ Minh Tuyết đây. Hả? Đọc thơ Như ơi, Minh Tuyết chưa đâu, chưa đâu. Ủa, chưa hả? Em chưa biết được nội dung lá thư như thế nào đâu. Chị Tuyết chỉ nhịn màu lắm. Nếu như thí sinh hát hay quá, Trấn Thành hãy nhờ hai MC lên đứng tùm lại một chỗ, đừng ai ngồi chỗ của Tuyết, để thí sinh có cơ hội tỏa sáng hơn. Anh Thành, Minh Sổ, chị Như, anh Thành. Chỉ có cách đó mới hết nhạc được thôi. Xuân, em tỉnh táo lại chưa? À, kính thưa tất cả quý vị, và bây giờ sẽ là phần nhận xét của ban giám khảo dành cho tiết mục song ca Yêu Thương Mong Manh. Và đầu tiên chắc chắn phải mời giám khảo nội tâm của chúng ta. Đúng. Ôi, hãy nhìn lại hình ảnh người yêu quanh trên sân khấu đi. Đây nè anh. Trọng Vương hôm nay xuất hiện trên sân khấu đã làm cho tôi nguôi ngoai nỗi nhớ về Minh Tuyết. Xin cảm ơn anh. Bởi vì hôm nay Trọng Vương chọn cái chiếc váy này với lại cái mái tóc và tạo hình của em á, rất là giống cô Minh Tuyết. Và chính nhờ cái trang phục và cái hóa trang này á, làm cho em hóa thân và nhập vai hoàn toàn. Và cái câu hát đầu tiên của em á, là dưới này ai cũng đều vỗ tay và tấm tắc. Anh chỉ có nhắc nhẹ một chút xíu thôi, là cái lúc mà em đang đi chơi vơi, tìm kiếm một cái hình bóng nào đó để mà sau đó vào trong cái lồng chim ở chính giữa, em cần tiết chế chút xíu, em đi nhẹ nhẹ một chút nữa thì nó sẽ thơ hơn, nó lãng mạn hơn. Lúc đó em cứ đi chập giống y như anh nghĩ là giống như say rượu á, thì nó mất đi cái sự lãng mạn của cô Minh Tuyết. Còn lại thì anh rất là thích em ngày hôm nay. Còn về phần hát như thế nào thì các giám khảo sẽ nhận xét. Anh Trấn Thành, trong khi đạo diễn Hoàng Nhật Nam chúng ta đang chia sẻ những điều rất là tâm tư, thế anh đang làm gì với không, fan không? Anh đang ngồi em bị phân tâm bởi như nhà bếp nó xịt cái mùi bò kho lên. Anh nhà bếp mà xịt cái mùi bò kho gì? Nó sọc lên, làm cho anh hửi, anh bị phân tâm quá, đang đói, tại nãy nó chưa ăn cơm. Thành, bò kho nó nấu đã. Thành, em không hài lòng gì về anh trong phần nhận xét vừa rồi. Có, thật ra không phải là do anh không có gây chú ý, mà do bò kho nó chú ý hơn thôi. Thôi bây giờ trở lại hai em. À, cho anh nói tiếp nữa. Anh chưa nói Quang Anh. Anh nhận xét rất nhanh thôi. Quang Anh hôm nay rất là lịch lãm, rất là manly, và anh rất rất thích cái giọng hát của em luôn. Rất là nội lực và rất rất thuyết phục. Em cảm ơn anh rất nhiều ạ. Không đồng ý. Vì sao anh không đồng ý? Bò kho lên tiếng, bò kho lên tiếng, bò kho lên tiếng. Tại vì hôm nay Quang Anh những câu đầu thuyết phục, bắt đầu vô giữa hết thuyết phục. Vì sao? Vì bạn bị cái cảm xúc giống như bạn Mỹ Tâm bị cuốn vào cái bài hát. Bạn quên cái cá tính của Tuấn Hưng. Lúc đầu bạn cắt ra những cái câu đầu tiên, tôi với chị Cẩm Ly nhìn wow, wow, nghe nó đã lỗ tai, mà nó 100% Tuấn Hưng. Hát hồi bị quên. Bạn Minh Tuyết á, bà vô cái lòng bà chà nát cái lòng ở trong. Rồi cái ông này ở ngoài ông bị quên. Các bạn diễn nhìn nhau là tốt, nhưng các bạn phải biết ăn gian cái mặt ra cái máy quay để khán giả họ thấy được mình diễn cái gì. Bây giờ bạn hát lại giùm tôi cái đoạn điệp khúc mà Tuấn Hưng nhất xem nào.
Thái độ, thái độ. Người yêu nhé, nhìn anh lần nữa, hứa một lời sẽ mãi bên nhau. Đó, ok. Khi hát hồi nãy phải là được như vậy, phải thái độ, diễn thì diễn nhưng vẫn phải là Tuấn Hưng. Cái người thứ hai là bạn làm Minh Tuyết, Trọng Vương. Nhìn cái ánh đèn lờ mờ, bạn là Minh Tuyết 100%, cho đến khi đèn nó sáng dần. Thực tại của tôi lại trở về với con người của tôi. Để tôi nhìn vào cái gương mặt của bạn, make up của bạn, để tôi chợt nhận ra, ừ, Tuyết cũng không tồn tại lắm đâu. Nhưng mà vấn đề nó nằm chỗ là thái độ, biểu cảm, di chuyển này nọ rất Tuyết. Nhưng mà thế này, hình như do cái bài này nó phải cân tông nam nữ, mà hai bạn đều là nam nên không thể mà cân cái tông nữ như kia thì cao quá. Nhưng phải cao hơn chút xíu thì Tuyết sẽ ra cái giọng sáng hơn, thì sẽ ra giọng nữ hơn. Nhưng mà có âm sắc của Tuyết, có cách xử lý của Tuyết. Đó là cái điều các bạn làm rất tốt. Cái đó là nghệ thuật diễn xuất. Nghệ thuật diễn xuất cực kỳ chuyên nghiệp ra sân khấu. Nhưng mà với tôi hôm nay đây là một phần trình diễn hay. Em cảm ơn Trấn Thành và anh Hoàng. Cảm ơn giám khảo Trấn Thành. Giám khảo Cẩm Ly, chị nghĩ sao ạ? Đây là một cái áp lực rất là nặng đối với Vương. Vì lần trước á, em diễn với bạn Lâm Trường á, anh cũng không có chịu. Anh nói nó làm sao á. Và bây giờ hôm nay Quang Anh và Tuấn Hưng với em, anh cũng không đồng ý. Anh cũng cảm thấy nó làm sao. Mà chị thấy những cái đoạn đó, những chị khen là khen những bạn nam đó, tụi em diễn rất là tốt. Nhưng mà tại anh Thành cứ hay sao sao, có nghĩa là bây giờ em phải làm như sao? Nếu mà em đi vào vòng trong thì phải làm sao em thuyết phục, khi anh không thấy cái cảnh đó anh không khó chịu nữa. Em phải nữ tính hơn, em đủ lady để anh cảm thấy là ê này cưng nè, chứ không phải là mình nhưng thấy... mà ít nhất mình cũng phải xóa cái ấn tượng ban đầu đúng rồi. Đi chứ anh cứ dán cái mác ra ngoài anh chị, khó chịu là sao? Chị Ly, em thông cảm với anh Thành, là tại vì em xin phép em gọi là cái chị này mà chỉ đứng một chỗ á rất giống chị Tuyết, nhưng mà khi chị di chuyển á chị bị giật ngược. Bà bị hai hàng đi nè, hai cái giò bên như hai cái bắp chuối, cái bà đi vậy nè đó, cái bà bị lâu lâu á, không nhiều nhưng lâu lâu bà đứng vậy nè. Con gái Tuyết là phải biết sao không, cái đầm nó dài, người ta đi người ta sợ dắt, người ta không phải con gái, người ta không quen, cho nên là biết. Người ta đi nó lận khận thiệt. Hồi nãy nó bị đi vô cái lòng lận khận thiệt. Nhưng mà em thông cảm cho bạn này, tại vì chị Tuyết á có những cái rất hay, ví dụ chị lướt nhưng mà lâu chỉ như thế này, cái thành ra bạn kết hợp đó anh thì nó sẽ hơi bị giật ngược chút xíu, nhưng mà lần sau mình cũng giật ngược, sử dụng cái động từ giật ngược thế vậy. Dạ, nhưng mà thế này nè, đây là kinh nghiệm ha. Là mình chéo chân lại đứng hay là gì đó cho nó đẹp. Ai đàn ông quá, ghê quá. Thật ra là chị chỉ nói như vậy thôi, trong em nó ra cái nữ tính nhẹ nhàng thì đã có, tức là mỗi ngày mình sẽ tốt hơn. Có lẽ là hơi khắt khe một xíu với cặp này nhá. Về cái phần hát á, ok tốt, nhưng ở Tuyết và Hưng đều giống nhau. Ví dụ khi mạnh nhưng nó cũng có sự dai dứt, thì ở đây mình hơi bị đều. Và đặc biệt á, bên Vương á, Vương kéo những cái câu của Tuyết cái đuôi á rất là giống. Quang Anh hát giọng tốt, nhưng Quang Anh để ý kỹ đi, hồi nãy hát lại thì vẫn thấy luôn, mình dùng cái lực của Hưng mạnh, cái đuôi của mình ngân và nó đầy, nó đều hết luôn. Cái đuôi mình bao giờ mình phải vuốt cho nó mềm và nó nhẹ và nó tình nữa, thì Quang Anh đều bị cái vấn đề đó hồi nãy rất là nhiều. Co dùng đó nó như vậy, nó hay hơn là mình cứ đều. Nó có những cái chi tiết nhỏ liên muốn cụ thể hơn, để nếu mình vào vòng trong mình khắc phục để mình trọn vẹn hơn. Chúc mừng Quang Anh. Chào và chị. Xin cảm ơn lời góp ý chân thành của chị Cẩm Ly. Vui dù đời chỉ yêu gian dối, dù đời cay đắng như vôi, dù đời chỉ yêu gian dối, dù đời cay đắng như vôi. Và đó chính là phần hòa thanh của hai Elvis Phương luôn. Yêu người yêu đời, không biết là anh Trấn Thành hiện nay đang có yêu hai nhân vật này không? Dạ rất là yêu ạ. Nghe nó hào sảng, phơi phới lắm. Nhắc tới Elvis Phương là phải nhắc tới Lê Hữu Hà. Họ gắn liền với nhau qua nhiều tác phẩm. Đó là những hình ảnh song đôi. Thì cái thái độ hát bài này là phải tươi vui và phải rất là thoải mái. Thì trước tiên là hai anh đều có được cái điều đó. Nói về ở đây ai giống hơn thì Thành sẽ vote nhỉn hơn cho anh Lê Trường một chút. Tại vì anh Lê Trường ảnh hát dứt khoát và ra cái âm sắc giống với lại anh Phương nhiều hơn. Về bên chú Hùng thì cũng có những cái chỗ cực kỳ giống.
Nhưng mà tổng thể thì không quá giống. Nhưng mà có phê bình anh Trường ở một chỗ, đó là cái phần xả vai. Khi bạn mình hát thì bên đây Elvis Phương vẫn phải nhập cuộc. Nhưng khi bạn anh hát, anh rồi tôi sẽ làm gì nữa đây ta? Bây giờ tôi có hát chưa? Đúng không? Anh bị lo ra. Khi anh bước lên sân khấu là bắt đầu mọi thứ nó đã phải nhập vào con người anh rồi. Nó là một cơ thể khác, một tâm hồn khác. Anh để ý điều đó. Dạ. Cảm ơn hai người rất nhiều. Cảm ơn Trấn Thành. Cái tiết mục này á, làm Nam nhớ tới anh David Phương trong một cái lần anh em cũng dàn dựng với nhau. Thì trên sân khấu không cần phải bày biện gì hết cả, mà chỉ có cái cảm xúc và tiếng hát của ảnh là nó bao trùm tất cả. Không, anh Nam ơi, cái này em đồng ý nha. Lần trước em đi ăn sinh nhật của anh Đàm. Anh Đàm hát, rồi chị Thanh Hà hát, rồi Hồ Ngọc Hà hát, rồi mọi người. Tới phiên anh Elvis Phương anh lên sân khấu. Trời ơi, anh quất một bài xong là ở dưới mà coi như là lẳng lặng ngồi nghe. Mọi người trầm trồ mắt, mà im phăng phắc hết, mà nghe anh hát xong xong rồi đứng dậy vỗ tay. Xong là cái là anh làm liền ba bài luôn. Mọi người kêu nữa đi, mo là đúng như cái kiểu anh Nam nói là đó. Không cần làm gì hết, chỉ đúng giọng hát mà phan tới thôi là mọi người đều xỉu hết, thiệt sự. Tiếng hát cộng với cái bản lĩnh và cái năng lượng từ cái ngôi sao đó, nó có thể chiếm lĩnh tất cả sân khấu và không cần một yếu tố gì khác trừ khán giả hòa theo mà thôi. Và cái ca khúc này, Yêu Đời Yêu Người, chọn ai bây giờ? Đó là một cái bài toán cũng rất là đau đầu. Nếu mà khó như vậy nhờ hai chị Tiết với chị Tư, mình gỡ rối tơ lòng giùm. Chú Mạnh Hùng, bài mở màn, chú hát không giống bằng Lê Trường. Lê Trường. Qua tới bài 2, chú hát quá giống Lê Trường, không giống. Giống đúng. Qua tới bài 3, Lê Trường hát giống. Tốt hơn chú. Là sao? Có cách giải quyết, rớt hết hai người. Nhưng nếu mà nhìn sâu một chút xíu về cảm nhận nha, giữa chú Hùng và Lê Trường thì Tuyết vẫn thấy được cái hồn của chú Elvis Phương trong chú Hùng nhiều hơn. Cái tình cảm trong câu hát, cái phrasing, thái độ. Cái thái độ của chú Elvis Phương với Lê Trường, nó sợ sợ, nó sao sao á. Cho nên đây là một bàn cân vô cùng khó tính. Mình muốn giống chú là khi chú hát mình phải giật mình cái đã. Chú hát cho mình hết hồn vậy đó. Thiệt cái á. Giọng của chú kinh khủng. À, Thành biết nha. Có nghĩa là chú Hùng á, nhịp hơi không có vững lắm. Anh Trường nhịp chắc hơn, nên hát những bài nào mà liên quan đến theo loại như Lê Hữu Hà sẽ hát tốt hơn. Cái trẻ hơn. Trẻ hơn. Cảm ơn những ý kiến đóng góp đến từ ban giám khảo. Và chúc mừng hai anh đã hoàn thành xong phần thi của mình. Từng chiều buồn lang thang bước trên con đường, lặng nhìn mùa thu đưa lá rơi bên thềm. Một mình thương nhớ ai, không gian như hoang vu. Một tình yêu xa băng, yêu đơn phương mình tôi. Nàng đẹp như ngôi sao sắc cao trên trời, nụ cười xinh tươi sáng như hoa hướng dương. Lạnh lùng em bước qua, muôn hoa tươi trông theo. Còn lại anh ngất ngây trong cơn mơ mình ấy. Một cuộc tình mà mình dành riêng cho em, dù năm tháng trôi qua vẫn còn đây. Biết yêu em, thương em, mong em trong trái tim, nhưng không thể nói lên anh yêu em. Hãy bước đi và đừng nghĩ suy, dù cho em không cần anh nhưng anh vẫn cần em. Dù em ra đi thật xa, giấc mơ của anh thầm giữ trong con tim bóng dáng của em. Sẽ mãi mơ về em ơi em, tình yêu trong mơ của anh thầm mong một lần được ôm em trong vòng tay, cùng nhau bước trên yêu thương, cùng đắm say mộng mơ, mình sẽ mãi bên nhau. Hãy bước đi và đừng nghĩ suy, dù cho em không cần anh nhưng anh vẫn cần em. Dù em ra đi thật xa, giấc mơ của anh thầm giữ trong con tim bóng dáng của em. Sẽ mãi mơ về em ơi em,
tình yêu trong mơ của anh thơ mong một lần được ôm em trong vòng tay cùng nhau bước trên yêu thương cùng đắm say mộng mơ. Mình sẽ mãi bên nhau. Ôi cuộc đời tại sao bao ngang trái chia lìa đôi tình nhân chúng ta, khi đôi ta đang yêu đắm say. Em xa rồi còn anh trong thương nhớ ôm tình yêu mà ta đắm say. Mình yêu nhau mới đây đã xa, xa nhau mất rồi. Em yêu đã xa, xa nhau thật sao nhớ thương em nhiều hơn. Dẫu xa nhau mà anh luôn tin rằng trái tim mình cùng nhịp đập với anh vẫn một lòng, dù xa mãi ngàn trùng mong một ngày mới mình sẽ bên nhau trọn đời. Xa nhau mất rồi em yêu đã xa, xa nhau thật sao nhớ thương em nhiều hơn. Sống xa nhau mà anh luôn tin rằng trái tim mình cùng nhịp đập với nhau, tình anh vẫn một lòng dù xa mãi ngàn trùng mong một ngày mới mình sẽ bên nhau trọn đời. Đó chính là Quang Anh với phần hoa thương thành Tuấn Hưng ngày hôm nay. Xin mời giám khảo Trấn Thành ạ. Xuất sắc. Xin chào cảm ơn anh ạ. Trời ơi, chưa bao giờ mà như thấy giám khảo Trấn Thành cạn lời như vậy luôn á. Và không dùng tới 40 thật phút để chia sẻ đúng không? Không biết nói gì luôn. Nổi da gà liên hồi, ngồi lặng hồi luôn. Hay quá. Hát chuẩn, tình cảm trải lòng. Xuất sắc. Chị nói đi nha. Xin chào cảm ơn anh ạ. Người đàn ông bên này thì rất là ít nói, nhưng mà nói cái nào là xuất sắc cái đó. Còn anh Hoàng Nhật Nam thì sao ạ? Xin mời anh. Nói tới đâu, đào tới đó. Đào tới đó. Nội tâm mà. Anh nội tâm cho nên anh nhớ là một kỷ niệm xa xưa. Cái bài Chia Xa là bài trong phim Tân Dòng Sông Ly Biệt phải không? Dạ đúng, chia rồi, xa. Đúng rồi, dạ, đúng rồi. Hồi cái phim đó chiếu thì ca khúc này rất là nổi đình đám. Thì anh có một cái kỷ niệm vui, đó là cái cô bạn học lớp khác có nói rằng là tụi bay thằng Nam nó giống Cổ Cừ Cơ. Ủa, em thấy anh giống Lý Minh Thuận của Singapore hơn. Tại vì lúc đó là cái tóc nó chưa có dài như vậy, rồi râu nó chưa có mọc như vậy. Cái bài này anh rất là vui vì nó cũng gợi nhiều cái kỷ niệm. Mà sau này Triệu Vy có về Việt Nam thì anh Bo, người tình âm nhạc của ai kia cũng có hát song ca chung. Mà có mời anh không? Không. Ừ. Chứ kể làm chi? Trời ơi trời. Thế mà bài... cô Cự Cơ cái đẩy vô bài Chia Xa của người ta. Thiệt tình. Rồi sao? Trong cái phần hát vừa rồi thì mọi thứ nó vẫn đảm bảo và không bị chi phối gì cả. Mặc dù là em có diễn với bạn và có cái sự phân tâm chắc chắn là có. Khác với những vòng trước, cái đoạn cuối là lúc mà chiếc lá rất là to rơi trên đầu á. Và cái câu đó là cái câu kết nữa. Thì rất là quan trọng, nhưng mà em cũng đã kịp tỉnh táo lấy cái lá vụt xuống. Rất là men luôn. Thì anh thấy là cũng có bản lĩnh sân khấu và anh đánh giá cái phần trình diễn hôm nay rất là cao của em. Cảm ơn anh ạ. Cảm ơn giám khảo Hoàng Nhật Nam. Thế còn giám khảo Minh Tuyết. Cái điều mà Tuyết vui nhất là chương trình Ca Sĩ Thần Tượng này đã giúp cho các bạn mỗi ngày mỗi tiến bộ hơn. Tuyết thấy là Quang Anh đã tiến bộ rất là nhiều. Từ cái cách hát gần như là hoàn hảo hết rồi. Mới vừa nói tức thì bài trước là em hãy thả lỏng và hãy nhập mình vào nhân vật. Thì bây giờ Quang Anh đã làm được điều đó. Có nghĩa rằng là không có gì vui bằng khi mà những góp ý của mình, của các giám khảo đã giúp cho tất cả các em, dù có đậu hay không đậu trong chương trình Ca Sĩ Thần Tượng này, thì các em đã có được rất nhiều cái học hỏi được trong cái chương trình này. Chắc chắn một điều rằng khi các em ra khỏi chương trình này, các em sẽ thành những người ca sĩ
nổi tiếng trong tương lai. Chúc mừng. Còn chị Tư, chị Tư Cẩm Ly, từ lúc mà trong sân khấu bước chân ra là có phong thái bắt đầu có của anh Hưng rồi. Chị không biết sao cái kiểu mà lãng tử của ảnh nó nhập vô em á, em diễn chỗ đó chị thấy nó dễ thương mà nó mắc cười lắm. Tới rồi à, cái cưng lắm cho nên là cười thích thú. Cái chị cảm giác nó giống như là lâu lâu mình thấy ba mình tự nhiên đi mua bông tặng mẹ mình. Sao hôm nay ví dụ nó hơi có bị mà nó sao không phải, không phải. Đừng có tiêu cực quá cái ví dụ của chứ tôi. Sao bây giờ anh giải thích đi. Các bạn có để ý, ba mình ở nhà đa số mấy ông đàn ông không bao giờ biết lãng mạn là cái gì, đúng không? Nó đáng yêu kiểu như mình nhìn đúng nó rồi tại nhiên lâu đó, lâu nhìn khi mình thấy ba mình đi mua cái bông tặng mẹ mình nhìn mình mắc cười á, bất ngờ nhưng mà đáng yêu đó. Rất là cái cảm giác yêu đó chứ mà tôi nói bạn già như ba tôi hiểu không? Ừ, ý là mình nói vậy đó. Chứ không thôi người ta không có hiểu. Biết đâu chồng bông mai. Xin cảm ơn những phần nhận xét đến từ các vị giám khảo của chúng ta. Và đặc biệt chúc mừng cho Quang Anh với phần diễn rất là tuyệt vời các bạn. Em xin mời chị Minh Tuyết ạ. Ôi, Mỹ Tâm đã trở lại với chị rồi. Em hát câu đầu chị giật mình liền. Tại vì Mỹ Tâm á, trong cái giọng hát của Mỹ Tâm nó vẫn phản phất cái nét của người vùng miền của Mỹ Tâm á. Nó giống dễ sợ luôn. Cái đặc trưng của Mỹ Tâm thì bây giờ em đã làm được điều đó. Chị chúc mừng em. Cảm ơn giám khảo Minh Tuyết. Thế còn chị Tư Cẩm Ly. Lê Trang nói là Lê Trang hiện tại là nội trợ. Nhưng mà trước đây Lê Trang có đi hát được không? Dạ, trước đây khoảng 20 năm có làm MC rồi về Phú Quốc cũng có giao lưu nhiều. Nếu mà là một bà nội trợ như vậy thì quá tuyệt vời. Sở hữu một chút chất giọng trầm nhưng rất là dày, hát rất là tốt. Nhưng có một vài từ luyến cái chỗ chữ anh mà những cái chữ gì đó. Vì cứng nó không được trọn tròn trịa cả cái bài. Nhưng mà những tất cả những cái đoạn phiêu, những cái gì đều rất là tốt. Ok, chúc mừng đây. Cảm ơn chị Tư. Thật sự phải nói khi mà những thí sinh đến đây thì họ có thần tượng của mình. Còn đối với bạn nữ ca sĩ Mỹ Tâm là bạn đã thần tượng được bao lâu rồi? Bạn có kỷ niệm gì với chị Mỹ Tâm hay không? Cũng 20 năm rồi. Hồi xưa em có ở đây, em có nói lúc nãy là có làm MC rồi. Lúc đó chị Tâm chưa có nổi tiếng. Và em có gặp và em thích. Và em cảm thấy cái giọng chị rất là mộc, rất là thật. Mà em thì cũng tương đối cho nên là em nghe nhạc của chị nhiều. Cũng là duyên số không đến được với nghệ thuật nhưng mà em vẫn phải ấp ủ. Em xin cảm ơn. Dạ, ngày hôm nay có cái duyên rồi đó, được thể hiện luôn đúng giọng ca của nữ ca sĩ thần tượng của mình. Thế còn đạo diễn Hoàng Nhật Nam ạ? Ca sĩ Mỹ Tâm quê cổ cũng ở Đà Nẵng, là mình với cổ cũng là đồng hương. Đồng hương. Mình cũng có một chất giọng cũng hiếm vậy nhưng mà không theo nghiệp ca hát mà thôi. Dạ, cảm ơn anh đã không theo nghiệp ca hát ạ. Đâu có, cái chất giọng anh là để ngâm thơ nha em. Thích nhất là những cái đoạn phiêu á, những đoạn phiêu về cuối và lên cao trào hơn. Dường như là cứ cuốn người xem vào trong cái mạch cảm xúc của cái bài hát cũng như là cái phong cách thể hiện. Cái bài Ước Gì này thì nó nằm trong album Ngày Ấy Và Bây Giờ, nó cũng đã rất lâu rồi. Đó thì anh cũng rất mong em sẽ thể hiện Mỹ Tâm ở một cái góc độ nào khác, sôi nổi hơn. Anh rất là mong chờ điều đó. Xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều và xin được chúc mừng cho Lê Trang đã có một bài hát ngày hôm nay dự thi thật là trọn vẹn. Em xin cảm ơn ban giám khảo, xin hẹn gặp lại quý vị khán giả. Giám khảo xin cảm ơn rất nhiều.